Hôm nay sẽ giảng bài số 13 trong Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Đại Kinh Khổ Uẩn. Thì bài kinh hôm nay nói về những cái nỗi khổ mà nó tiềm ẩn ở trong mình ấy. Mà nó rất là thiết thực. Cái bài kinh này thì nó rất là thiết thực đối với trong cái cuộc sống, cái đời sống thế gian này. Cái nguyên nhân mà Đức Phật nói cái bài kinh này là có khi mà Đức Thế Tôn ở Savatthi ở trong tại Cetabana Kỳ Đà Nâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc, thì lúc bấy giờ các vị tỳ kheo đi vào trong nàng khất thực, thì lúc đấy còn sớm cho nên các vị đến chỗ của các du sĩ ngoại đạo. Thì lúc ấy có các du sĩ ngoại đạo mới nói với các cái vị tỳ kheo rằng là Sammun Gotama dạy về sự hiểu biết về các dục. Ở đây chúng tôi cũng giảng dạy, cũng nói rõ về sự hiểu biết hoàn toàn về các dục. Sammun Gotama nêu rõ sự hiểu biết về các sắc, thì ở đây chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết về các sắc. Sammun Gotama nêu rõ sự hiểu biết về các cảm thọ, ở đây chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết về các cảm thọ. Như vậy thì có cái sự khác biệt gì giữa cái sự giảng dạy, giữa cái giáo pháp của chúng tôi với Sammun Gotama, với những cái sự giáo huấn của Sammun Gotama? Thì lúc ấy các vị tỳ kheo được nói như vậy thì không hoan hỷ và cũng không có đồng tình với cái quan điểm đấy. Và các vị tỳ kheo đứng lên và sau khi hất thực xong trở về gặp Đức Phật, thì các vị tỳ kheo đã trình lên, đã trình bày và các vơ tất cả những cái điều đó với Đức Phật. Thì lúc đấy Đức Phật mới dạy các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo nói như vậy thì cần được trả lời họ như sau: chư hiền, thế nào là vị ngọt của các dục, thế nào là sự nguy hiểm của các dục, thế nào là sự xuất ly các dục, thế nào là vị ngọt của sắc pháp, thế nào là sự nguy hiểm của sắc pháp, thế nào là sự xuất ly sắc pháp, thế nào là vị ngọt của các cảm thọ, thế nào là sự nguy hiểm của các cảm thọ, và thế nào là sự xuất ly các cảm thọ. Thì ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật chỉ có giảng giải một cách rộng rãi ba cái vấn đề này. Đó là chỉ nói đến dục. Thứ nhất là nói đến về những cái tham dục ở trên đời. Cái điều này thì rất là dễ hiểu về những cái tham dục ở trên cuộc đời, và những cái vị ngọt của tham dục, tức là những cái tham dục ở trên cuộc đời nó có cái sự khả ái hấp dẫn, cho nên là ở thế gian này được gọi là cái cõi dục giới, chúng sinh thường chạy theo những cái tham dục ở thế gian. Thì cái điều đó có thể ai cũng có thể nhìn thấy được, cũng có thể hiểu được thế nào là tham dục. Nhưng mà có một cái nữa, đó là những cái sự nguy hiểm của tham dục đấy, thì sẽ có người nhận ra được. Những cái người nào có trí tuệ ở thế gian hay là những cái người có đạo đức ở thế gian sẽ thấy ra được cái sự nguy hiểm của các dục. Nhưng mà với thế gian thì người ta có thể thấy được hai cái này, tức là thấy được các dục, và một số người thì thấy được sự nguy hiểm của các dục. Nhưng một cái điều chắc chắn rằng là thế gian này không ai có thể thấy được sự xuất ly các dục. Vậy vậy cho nên là Đức Phật mới khẳng định rằng: này các tỳ kheo, khi được hỏi như vậy thì các du sĩ ngoại đạo không thể trả lời được và bị mắc vào các khó khăn. Vì sao vậy? Này các tỳ kheo, vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết của họ. Này các tỳ kheo, ta không thấy một ai trong thế giới này với chư thiên mà Vương Phạm Thiên, chúng Sa Môn, Bà Nam Môn, chư thiên và loài người mà câu trả lời và câu hỏi được chấp nhận trừ Như Lai và đệ tử của Như Lai. Những ai chỉ được nghe hai vị này, thì Đức Phật khẳng định là chỉ có một vị Phật Chánh Đẳng Giác ra đời, và những đệ tử của Đức Phật, những người có cái học cái giáo pháp của Đức Phật, có thực hành cái giáo pháp, có cái sự chứng ngộ cái tư tưởng của Đức Phật thì mới hiểu được về ba cái này, là thấy được các dục, hiểu được các dục, hiểu được cái vị ngọt của dục, hiểu được cái sự nguy hiểm,
và thấy được cái sự xuất ly của các dục cũng như là các sắc, thấy được các sắc, thấy được vị ngọt của các sắc và thấy sự xuất ly của các sắc, thấy được các cảm thọ, thấy vị ngọt của các cảm thọ và thấy được xuất ly và có cái sự xuất ly các cái cảm thọ đấy. Thì sau đó thì Đức Phật giảng dạy một cách chi tiết về cái sự vị ngọt của các dục, về sự nguy hiểm và cái con về cái sự giải thoát các dục. Thì các dục ở đây là muốn nói về những cái dục lạc do các cái giác quan của, mà mình các cái căn của mình nó chạy theo những cái cảnh trần hàng ngày. Như là con mắt chạy theo cái cảnh sắc. Thế thì cái tai nó chạy theo những cái âm thanh, mũi chạy theo mùi hương, lưỡi theo vị ngon, và thân chạy theo những cái sự xúc chạm. Thì cái con mắt nó ưa thích với cái sắc đẹp, thì đó là cái lẽ đương nhiên của con người. Thì ai mình cũng ưa cái sự sạch sẽ, cái sự đẹp đẽ. Nhưng mà một cái người mà có cái sự tham đắm đối với cái sắc đó, thì một cái người mà có cái sự tham đắm mạnh quá thì nó trở thành sắc dục, tức là nó trở thành tham dục. Thì cái tham dục này nó mạnh nữa thì nó trở thành dục thủ, tức là chấp thủ cái dục đó. Thì từ cái sự chấp thủ cái những cái cảnh dục trần đó thì nó sinh ra những cái sự chấp trước những cái nghiệp hữu, và nó khiến cho một cái người đó chết phải đi tái sinh, hoặc là vì đắm nhiễm với những cái tham dục ở trên đời mà một cái người đấy sẽ bị mất cái tự chủ, tức là giống như là một cái người tâm trí nó bị mê loạn với lại những cái cảnh trần, những cái cảnh dục, mà người ta phải làm tất cả những cái điều gì có thể để người ta đạt được những cái dục tham đó ở trên đời. Chính vì vậy nên là người ta sẽ tạo ra nhiều những cái tội lỗi, người ta phải chịu những cái khổ sở hành hạ thân tâm ở ngay cả hiện tại này và cả ở tương lai. Thì đấy là vì những cái dục nó có những cái sự hấp dẫn như vậy, cho nên nó khiến cho con người ta say mê, mê loạn tham đắm như vậy. Cho nên là nó gây ra những cái, nó có những cái sự tiềm ẩn của những cái sự nguy hiểm, của những cái khổ đau. Nếu mà một cái người mà thấy được vị ngọt của các dục thì là người đó chỉ có chạy theo dục, và cái người đó sẽ bị nguy hiểm, bị khổ đau lâu dài. Nên một cái người mà thấy được cái sự nguy hiểm của các dục thì nó cũng sẽ khiến cho cái người đấy có cái sự tiết chế, có cái sự chế ngự, làm cho cái sự tham ái, cái sự tham đắm đối với những cái dục lạc trên thế gian nó có cái sự giảm bớt. Nhưng mà cái con đường mà để đi đến đoạn trừ các cái tham dục thì là trong rất là nhiều các cái bài kinh thì Đức Phật đều giảng dạy, đều dùng nhiều cái phương tiện, đều dùng nhiều cái pháp môn, cái cách thức trình bày giảng dạy, và để cho một cái người thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái sự nguy hại của tham dục và khởi lên cái sự sợ hãi, khởi lên cái sự nhàm chán, muốn thoát ly, muốn xuất ly ra khỏi cái sự tham dục đó. Và để đến cái trong cả tất cả những cái pháp môn tu tập thì đều hướng đến cái sự đoạn trừ những cái tham dục đó. Nếu mà một cái người nào mà thành tựu tu tập mà đoạn trừ được tham dục, đó là vị đó đã thành tựu cái con đường tu tập này. Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt của các dục? Này các tỳ kheo, có 5 pháp tăng trưởng dục này. Các pháp do nhãn căn nhận thức hấp dẫn, các tiếng do nhĩ căn nhận thức hấp dẫn, các hương do tị căn nhận thức, các vị do thiệt căn nhận thức, các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả nạc, khả hỷ, khả ý tương ưng với dục hấp dẫn. Này các tỳ kheo, có 5 pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các tỳ kheo, y cứ vào 5 pháp tăng trưởng dục này, có nạc hỷ khởi nên, như vậy gọi là vị ngọt của các dục. Đấy là Đức Phật chỉ nói một cách vắn tắt thế thôi. Những cái gì mà con mắt mình nó ưa thích thì đấy được gọi là sắc dục. Cái gì mà tai nó ưa thích là thanh dục, mũi ưa thích hương là
hương dục, lưỡi ưa thích vị là vị dục, thân ưa thích xúc chạm là xúc dục. Thế thì tất cả những cái mà mình sống ở trên cuộc đời này mình ưa thích, ví dụ như là con người ta luôn luôn phải đi làm cái này làm cái kia để được thỏa mãn những cái tham dục đây. Ví dụ như là một cái người phải có nhiều tài sản, nhiều quyền lực, nhiều danh vọng, thì cái người đấy sẽ có nhiều cái sự hưởng thụ về các cái dục lạc ở thế gian. Như là một cái người mà người ta thường hay nghĩ về cái đời sống, mà làm người ta nghĩ rằng là làm sao để có được một cái cuộc sống hạnh phúc nhất ở trên cuộc đời, thì người ta nghĩ cái hạnh phúc ở trên cuộc đời là cái gì. Ở trên đời người ta thường nói rất là nhiều cái là mong cho cái đời sống của mình hay là của mọi người có được cái sự hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc là cái gì? Cái hạnh phúc đấy thì với một cái người đời thì người ta chỉ nghĩ rằng hạnh phúc là những cái gì mình mong cầu, mình ước muốn nó đều được thành tựu như những cái ý muốn của mình. Vậy trong tâm mình nó ước muốn cái gì? Nó sẽ ước muốn, nếu như mà cái người đó có quyền để được ước muốn thì người ta sẽ chủ yếu là người ta toàn ước muốn được thỏa mãn những cái tham dục này. Ví dụ người ta sẽ ước muốn làm sao mình có nhiều cái tài sản vật chất, mình được hưởng thụ những cái ăn ngon, ở cái sự cao sang, cái vinh hoa trên cuộc đời. Thì tất cả những cái đấy nó đều là những cái tham dục ở thế gian. Và những cái mà người ta hướng đến, người ta hay mong cầu, người ta hay tưởng tượng, người ta nghĩ rằng làm sao phải có một cái đời sống sung sướng như là một cái vị đế vương, như là một vị vua. Thì khi nghĩ đến một vị vua hay là ở trên đời này, người ta đóng lại những cái bộ phim truyện diễn tả cái đời sống của các cái đấng đế vương thời xưa, người ta hay diễn lại những cái cảnh mà các vị đấy được hưởng thụ những cái sự xa hoa lộng lẫy trên cuộc đời đấy, thì được người ta gọi là cái người được hưởng dục một cách mỹ mãn nhất, một cách thỏa mãn nhất. Thì cái người đời người ta cũng nghĩ rằng khi nào mà mình đạt được như thế thì đấy được gọi là cái đời sống nó có cái sự hạnh phúc. Vậy có nghĩa là người ta thường hay tầm cầu cái tham dục này, chạy theo những cái tham dục này. Thì mỗi người thì chạy theo những cái tham dục lớn, có người có cái phước lớn thì người ta chạy theo những cái dục lớn, có người cái phước nhỏ thì người ta chạy theo cái dục nhỏ, cái người cái phước trung bình người ta chạy theo những cái dục trung bình. Và cũng chính vì người ta chạy theo, người ta mong cầu, người ta mong muốn mình đạt được những cái dục lớn nhỏ ấy, mà người ta phải làm những cái nghề nghiệp, làm những cái công việc, làm những cái bổn phận khác nhau, và người ta phải chịu cái cực khổ gian nan ở hiện tại này và ở tương lai. Thì trong này Đức Phật mới gọi là cái sự nguy hiểm của các dục ở đây, tức là chính vì cái tâm của mình nó tham cầu, nó mong muốn được hưởng thụ những cái đời sống cao sang. Cái sự mong cầu đấy nó lớn mạnh quá, nó thúc giục, nó xui khiến cho mình phải bất chấp, phải làm nhiều những cái công việc khác nhau để mà đạt được những cái điều mong cầu đó. Thì đấy được gọi là sự nguy hiểm của các dục. Đức Phật dạy này các tỳ kheo, thế nào là sự nguy hiểm của các dục? Ở đây các tỳ kheo có thiện nam tử nuôi sống với nghề nghiệp như đếm ngón tay, tính toán như ước toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, bắn cung, làm công cho vua, làm nghề nào khác. Người ấy phải chống đỡ với lạnh, nóng, phải chịu cái sự bức xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói, chết khát. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục thiết thực hiện tại thuộc khổ uẩn. Lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn gốc của dục, là nguyên nhân của dục. Này các tỳ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn buồn phiền, khóc than, đấm ngực, mê man bất tỉnh. Ôi sự nỗ lực của ta thật là vô ích, sự tinh cần của ta không có kết quả. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là sự nguy hiểm của các dục. Đấy là cái thứ nhất, đó là chỉ vì mình chạy theo những cái dục lạc ở trên thế gian này mà mình đã phải đánh đổi, tức là đã phải chịu khổ những cái ngay ở trong hiện tại này rồi.
trong cuộc đời này cũng vậy. Nên người ta thường hay có những cái dự định, có những cái mong cầu, có những cái tính toán là trong tương lai mình phải có cái này, mình phải có cái kia, cho nên là ở trong hiện tại mình phải nỗ lực, mình phải đầu tư, mình cần phải làm ăn, mình cần phải bỏ thời gian công sức ra để làm cái việc này, làm cái việc kia. Nếu như mà một cái người sống mà thực sự ra mình chỉ cần có một cái cuộc sống bình thường, thì cái cuộc sống đấy nó cần có thức ăn, cần có chỗ ở, cần có y áo để mặc, cần có cái dược phẩm trị bệnh khi ốm đau. Nếu mà một cái cuộc sống nó đơn thuần như vậy thì nó không có khổ lắm. Cuộc đời nó không có cái sự mong cầu lớn. Dù còn có những cái người người ta còn mong cầu làm sao mình có được nhiều những cái tài sản hơn những cái nhu cầu mình cần dùng để tích lũy, để tích trữ và để có cái sự so sánh hơn thua với người khác. Ví dụ như là mình luôn luôn nhìn vào người khác, khi mình có nhiều những cái tài sản hơn người khác, có nhiều thức ăn hơn, nhiều y áo hơn, nhiều nhà cửa hơn, nhiều những cái vật dụng hơn người khác, nhiều quyền lực hơn, nhiều danh vọng hơn, nhiều sắc đẹp hơn, thì chính vì những cái sự hơn thua đấy cho nên là khiến cho một người ta không có cái sự biết đủ, không có cái sự thỏa mãn đối với lại những cái sự mong cầu. Cho nên là người ta cứ mong cầu mình có rồi thì lại phải có nhiều hơn nữa, thì đấy có là cái lòng tham như vậy thì nó không có đáy, thì nó không bao giờ nó thỏa mãn được. Cho nên là người ta cứ làm ra được càng nhiều thì càng tốt, và có khi người ta dùng không hết thì chết người ta cũng không thể mang đi được, nhưng mà lúc nào cái tâm nó cũng mong muốn là phải có nhiều, phải càng nhiều càng tốt. Và chỉ có con người là mới có cái tâm mong cầu, tham cầu, tích trữ và vô giới hạn. Còn đối với các cái loài vật thì nó chỉ cần cái hiện tại thôi. Buổi sáng thì đi kiếm ăn buổi sáng, buổi trưa đi kiếm ăn buổi trưa, buổi chiều đi kiếm ăn buổi chiều, mà nó không cần phải lo lắng tích trữ gom góp cho tương lai. Nó không cần phải so sánh là ta cần phải có nhiều hơn những cái người khác. Nhưng mà con người thì có cái sự mong cầu lớn hơn, cho nên là không bao giờ có cái sự giới hạn cả, cho nên là không bao giờ thỏa mãn được. Thì đấy là một cái sự mong cầu, cái sự tham dục mà có cái nỗi khổ mà nó không bao giờ dừng lại, không bao giờ thỏa mãn được. Ví dụ như là nếu như mình có đạt được những cái mình đang mong muốn ở hiện tại rồi, ví dụ như là mình nghĩ rằng hôm nay mình làm cái việc này để mình có được một cái số tài sản như thế này thì là mình sẽ hài lòng, mình sẽ thỏa mãn, mình sẽ sung sướng. Nhưng mà khi mình đạt được rồi thì cái lòng mong cầu đó, cái tâm tham muốn đó, nó lại tăng trưởng lên, nó lại muốn có nhiều hơn nữa. Cho nên là không bao giờ cái sự đi tìm kiếm dục lạc mà nó có được thỏa mãn, mà nó sẽ dừng lại. Mình có thể mình nghĩ rằng khi nào mình đạt được những cái mình đang mong cầu đây là mình sẽ hài lòng, mình sẽ thỏa mãn. Nhưng khi mình đạt được rồi, cái lửa tham đấy nó bốc cháy mạnh hơn, bùng cháy mạnh hơn, mình không kiềm chế được. Mình lại tiếp tục lao vào cái con đường đi tìm kiếm những cái tham dục đó. Càng nhiều thì càng ít, và cứ tiếp tục tích lũy như vậy. Và Đức Phật dạy tiếp này: các tỳ kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, các tài sản ấy được đến tay mình vì phải hộ trì các tài sản ấy, vì ấy cảm thọ sự đau khổ ưu tư, làm sao các vua chúa không cướp đoạt chúng, làm sao các tên trộm cướp không cướp đoạt chúng, làm sao mà nước không cuốn trôi chúng, làm sao lửa không cháy chúng, và làm sao mà những đứa con hư hỏng, những cái kẻ thừa tự không xứng đáng, nó không có trộm hết những cái tài sản đó. Dầu vị ấy hộ trì như vậy, giữ gìn như vậy, nhưng mà những cái tài sản ấy vẫn bị mất mát đi. Có thể là do vua chúa, có khi là do trộm cướp, do nước, do lửa, hoặc là do những cái con cái hư hỏng, nó tiêu tán hết tài sản của mình.
Vị ấy trở nên than vãn buồn phiền, khóc than đấm ngực, mê man bất tỉnh. Cái đã thuộc về ta nay không có nữa. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục. Đấy là một cái sự nguy hiểm thứ hai. À, một cái sự nguy hiểm đó là khi mà mình đã bỏ ra cái công lao, cái sức lực, cái sự cố gắng để đi tìm cầu những cái tài sản đó mà là không đạt được thì đã là một nỗi khổ rồi. Nhưng khi đạt được rồi lại là một cái nỗi khổ tiếp theo. À, không có cũng khổ, mà có thì lại còn khổ hơn. À, sinh ra nhiều cái nỗi khổ hơn. À, khi mà một cái người mà càng có nhiều những cái vật chất, tức là cái người đấy có được cái sự hưởng thọ những cái dục lạc sung sướng, ví dụ như là một cái người người ta gây dựng nên một cái sự nghiệp đế vương, người ta có cái ham vọng lớn, tầm cầu lớn, mong ước lớn, người ta đã phải đánh đổi rất là nhiều cái sự gian nan, thống khổ không liệt, mà trong số hàng trăm hàng vạn người cùng một cái mong cầu đấy, có thể là có người đạt được, có người không đạt được. Nhưng mà cái người không đạt được thì người ta có cái nỗi khổ của cái người không đạt được, còn có cái người đạt được rồi thì lại có cái nỗi khổ của cái sự đạt được. À, bên cạnh đó là biết bao nhiêu những cái sự nguy hiểm nó đang rình rập, nó đang mình sẽ gặp rất là nhiều những cái sự nguy hiểm, ví dụ như là một cái con quạ mà nó đi rình rập để nó cướp được một cái miếng thức ăn, có thể là có những cái con quạ nó tranh nhau, nó vồ được một cái miếng mồi, một cái cục thịt, thì những cái con nào mà không vồ được thì cũng đói bụng và cảm thấy khổ đau. Còn cái con nào mà vồ được cái miếng thịt đấy rồi, quắp được cái miếng thịt mà bay lên, thì bị hàng trăm ngàn những cái con quạ khác nó bay theo, nó cứ nhằm vào cái người cái con quạ đấy, nó mổ, nó cắn, nó xé, nó sâu xé. Vì vậy nên là cái con mà không vồ được cũng khổ, mà con vồ được cũng khổ. Thế là cái con nào mà khôn ngoan thì nhả miếng thịt ra, thì cái con khác nó đớp lấy, thì cái con đấy thì lại bị khổ tiếp, lại bị hàng trăm ngàn những con quạ khác nó bâu vào, nó sâu xé, nó cắn mổ, cũng khổ đau. Vậy nên là một cái người mà mình không có những cái dục lạc, không có những cái tài sản một cách sung mãn, người đó đang khao khát mong cầu về cái nửa tham dục nó đang thiêu đốt hàng ngày. Còn là một cái người nào mà đã đạt được những cái mong cầu đấy rồi, mình có được nhiều cái tài sản sung mãn về tham dục rồi, thì rất là nhiều những cái người xấu ở xung quanh nó sẽ rình rập, và nó sẽ bằng cái cách này cách khác, bằng những cái thủ trong giặc ngoài, là nó sẽ cướp đoạt và chống phá cái người đấy, làm cho cái người đấy ăn không ngon và ngủ cũng không yên. Vì vậy nên là thời Đức Phật thì có một trong sáu vị hoàng tử thuộc cái hoàng tộc Thích Ca. Đi xuất gia thì có một cái vị vua của dòng tộc Thích Ca, đó là vua Kimbina, hoàng tử Anuruddha. Khi mà đi xuất gia là thuyết phục một cái vị người bạn của mình là vị vua Kimbina của cái dòng tộc Thích Ca đã đi xuất gia. Thì vị vua này vì nể cái tình bạn cho nên là đã đồng ý đi xuất gia. Nhưng mà vị đấy đã chứng được cái quả A-la-hán rất là nhanh chóng ngay trong cái mùa hạ đầu tiên. Khi mà tỳ kheo Kimbina này chứng A-la-hán rồi, vị đi ở trong rừng, vị ấy luôn luôn nói một cái câu là: ôi thật là an lạc, ôi quả là an lạc, ôi thật là an lạc. Thì các vị tỳ kheo khác nghe thấy vị này luôn luôn nói như thế thì nghĩ bụng rằng chắc cái vị này nhớ lại những cái dục lạc khi còn được làm vua. Vị ấy nhớ về cái đời sống hoàng gia. Trước kia vị ấy làm vua, vị ấy hưởng thụ các cái dục lạc sung mãn. Và bây giờ đi xuất gia rồi, vị ấy còn tưởng nhớ đến các dục lạc đó. Cho nên là cứ với cái tâm còn lưu luyến, cho nên là mới kêu nên là: ôi thân là thật là an lạc, ôi quả là an lạc. Thì lúc đấy các vị tỳ kheo này nên trình lên Đức Phật, thì Đức Phật đã gọi vị Kimbina đến, tỳ kheo Kimbina đến nói: tại sao ông lại cứ nói ôi thật là an lạc là sao? Thì tỳ kheo Kimbina này mới trả lời rằng: khi xưa con làm vua được hưởng thụ những cái dục lạc một cách sung mãn, nhưng lúc bấy giờ con không hề có cái sự an lạc,
mà lúc đấy chỉ toàn là đau khổ, vì ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì không biết ai là bạn, ai là thù, không biết những cái sự nguy hiểm nó đang rình rập đối với thù trong giặc ngoài, và lúc nào cũng có cái sự bất an, lo lắng, không có được yên tâm. Còn từ khi từ bỏ cái đời sống thế gian đi xuất gia, và từ cái lúc trở thành một cái người xuất gia thì còn lại tam y nhất bát, không sở hữu gì, không có hưởng thụ những cái dục lạc gì, nhưng mà có được cái nội tâm tịch tĩnh, không có những cái phiền não, những cái ô nhiễm ở trên cuộc đời, thì đó là cái đời sống hạnh phúc, chân hạnh phúc, đó mới là cái sự an lạc thật sự. Chính vì so sánh lại, chính vì tưởng nhớ lại cái đời sống khi mà còn làm vua ở thế gian quá là khổ sở, còn khi trở thành một cái người xuất gia thì có cái sự an lạc to lớn hơn, và đấy mới là cái sự an lạc thật sự. Thì cho nên là mới nói về là ôi quả thật là an lạc, ôi thật là an lạc thay. Thì đấy là cái mà con người ta cứ tưởng rằng ở trên đời đó là mình đạt được những cái quyền lực lớn, những cái danh vọng lớn, những cái tài sản lớn, hưởng thụ những cái ngũ dục sung mãn nhất. Thì người ta cứ tưởng là khi nào mình đạt được những cái điều đó rồi thì mình sẽ thấy hạnh phúc, sẽ thấy an lạc. Nhưng mà điều đó thật là một cái sự lầm tưởng, như là một cái người khác. Rồi người ta thấy một cái biển nước mênh mông, người ta chạy ra đấy, người ta nghĩ rằng mình sẽ nhảy xuống cái biển nước lớn đấy, mình sẽ uống cho nó thỏa thê. Nhưng mà khi người ta càng uống cái nước biển mặn bao nhiêu thì người ta lại càng khao khát bấy nhiêu, không bao giờ nó thỏa mãn được. Như vậy, nếu mà cho mình được tất cả những cái ngũ dục, những cái dục lạc ở trên cuộc đời này, thì mình cũng không bao giờ thỏa mãn. Mà cái điều đó đã được Đức Phật thuyết giảng dạy bằng rất là nhiều những cái cách thức, những cái phương tiện khác nhau. Như là Đức Phật cũng đã từng nói trong một cái bài kinh nói về tiền thân. Thuở xưa Ngài là đã từng là một cái vị vua chuyển luân thánh vương, có một cái công đức lớn, đó là chỉ cần nhìn đến trên trời là mưa tiền vàng ở trên trời có thể mưa xuống ngập nhân gian. Và khi mà Ngài đã là một vị vua chuyển luân thánh vương, làm chủ bốn châu thiên hạ rồi, nhưng mà tâm nó vẫn không thỏa mãn, nó vẫn cảm thấy nó chưa hài lòng. Lúc đấy Ngài mới nói với các cái vị quan cận thần của mình là còn có một cái đời sống nào nó cao thượng hơn, thủ thắng hơn cái thế gian này. Thì các vị ấy nói rằng vậy thì Ngài hãy lên cái cõi trời tứ đại thiên vương, cõi trời tứ đại thiên vương sẽ huy hoàng hơn, sẽ cao thượng hơn ở cái cõi nhân gian này. Và lúc đấy thì vua cùng với bốn đạo binh chủng đã ngồi lên thiên xe, thiên xa của mình đi lên cái cõi trời tứ thiên vương. Thì bốn vị vua trời tứ thiên vương đã nhường lại cái ngôi thiên chủ cho Ngài. Ngài làm vua trị vì ở cái cõi tứ thiên vương đó một thời gian, Ngài lại thấy không hài lòng, thấy nhàm chán. Ngài lại nói rằng còn cái cõi nào cao thượng hơn? Thì các vị nói rằng còn có cõi trời đao nợ cao thượng hơn. Thì Ngài cùng với bốn đạo binh ở trên thiên xa của mình tiếp tục đi lên cõi trời tam đập tam thiên. Thì vua trời Sắc Ca Đế Thích đã nhường cho Ngài trị một nửa thiên hạ ở trên cái cõi đao nợ đó. Và Ngài đã sống ở đó, chỉ vì ở đó trải qua 36 vị vua trời Đế Thích đã sinh ra và chết đi. Và lúc đấy Ngài lại khởi lên một cái mong cầu nữa là ta sẽ giết vị vua Đế Thích này để làm chủ toàn bộ cái cõi tam tập tam thiên. Thì khi vừa mới khởi lên ý nghĩ như vậy thì lúc đấy tuổi thọ cũng hết, nghiệp của Ngài hết và bắt đầu rơi thẳng xuống nhân gian. Và Ngài đã chết ở cái cõi nhân gian. Thì vậy nên là lúc đấy thì vị đó mới nói rằng là ở cái cõi đời này là thế, dù có mưa bằng tiền vàng thì các dục nó cũng không thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, vì vậy cho nên chỉ có ni dục thì mới có được cái sự an vui thật sự. Còn ngày nào mình còn chạy theo tham dục thì ngày đấy còn khổ đau. Nên là Phật cũng nói rằng là tham dục ái luyến, cái tham ái nó sinh sầu bi, tham ái sinh sợ hãi, ai
thoát khỏi tham ái thì mới không sầu, không sợ hãi. Dục ái sinh sầu bi, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái thì không sầu, không sợ hãi. Thì khi nào một cái người chỉ có hết được cái tham ái, hết cái tham dục thì lúc đấy mới hết khổ đau. Còn tham ái, còn tham dục, mình còn mong muốn, còn mong cầu, còn chạy theo những cái điều mà mình đang đang mong cầu ấy thì sẽ còn khổ đau dài, vì cái sự mong cầu của mình nó là cái thùng vô đáy, nó là cái sự bất tận, không bao giờ mình dừng lại được cái điều đó. Thì Đức Phật lại dạy về cái sự nguy hiểm của các dục. Lại nữa này các tỳ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nguyên nhân. Vua tranh đoạt với vua, Sát Đế Nị tranh đoạt với Sát Đế Nị, Bà La Môn tranh đoạt với Bà La Môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, mẹ tranh đoạt với con tranh đoạt với mẹ, cha tranh đoạt với con tranh đoạt với cha, anh tranh đoạt với em tranh đoạt với chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dẫn mình vào tranh chấp, tranh nuộn, tranh đoạt, họ công phá nhau bằng tay, họ công phá nhau bằng đá, họ công phá nhau bằng gậy, họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục, là nguyên nhân của các dục. Lại nữa, này các tỳ kheo, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn vào nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau, họ đâm nhau bằng tên, họ quăng nhau bằng đao, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục. Lại nữa này các tỳ kheo, do dục làm nhân, làm duyên, họ cầm mâu thuẫn, họ đeo cung tên, họ công phá thành quách, mới chết vôi hồ, và tên được nhắm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Ở đây họ bắn nhau bằng tên, họ quăng nhau bằng đao, họ đổ nước phân sôi, họ đè bẹt nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong hoặc sự đau khổ gần như tử vong. Do dục làm nhân, do dục làm duyên, họ đột nhập vào nhà cửa, họ cướp giật đồ đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường lớn, họ đi đến vợ người, các vua chúa bắt được một người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, đánh bằng gậy, đánh bằng côn, chặt tay, chặt chân, chặt chân tay, xẻo tai, cắt mũi, cắt tai, cắt mũi họng. Họ phạt bằng các cái hình dầu, dùng hình phạt xẻo đỉnh đầu bằng con sò, họ dùng hình phạt na khẩu hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, lấy rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ cây làm áo, lấy câu móc vào thịt, họ cắt thịt thành đồng tiền. Rất là nhiều những cái hình phạt, rất là nhiều những cái chiến tranh, rất là nhiều những cái cuộc chiến ở trên cuộc đời này. Cái sự tàn sát lẫn nhau, cái sự oan trái lẫn nhau, cái sự giết hại lẫn nhau đều từ cái sự tham dục mà ra. Do người ta tham dục nhưng người ta đi ăn, đi sát hại nhau, cướp đoạt của nhau, ăn trộm cắp của nhau. Thì cũng vì tham dục mà các cái cuộc chiến tranh tàn sát này sinh ra trên đời. Thì những cái tên đầu trộm đuôi cướp cũng vì cái sự tham dục cho nên là mới đi cướp phá của người, rồi cũng tất cả những cái nhà tù ở trên thế gian này nó sinh ra. Tại sao lại sinh ra những cái nhà tù ở trên thế gian để giam cầm những cái tội nhân, là cũng là do cái tham dục. Mỗi người thì có những cái tội lỗi khác nhau nhưng mà chung quy lại cũng đại đa số là cũng chỉ vì cái tham dục. Tham dục mà không được thỏa mãn thì sinh ra sân hận, tham dục vì cái sự tầm cầu, cái tham dục mà cho nên là sinh ra cái sự trộm cướp tàn sát lẫn nhau, cho nên họ bị những cái hình phạt, bị vướng vào những cái tranh chấp, vướng vào những cái đấu đá nhau ở ngay trong cái hiện tại này. Vậy thì một cái người mà có nhiều tham dục, bị cái tham dục chi phối thì cái người đấy sẽ có nhiều cái sự đau khổ, họ sinh ra nhiều những cái sân hận giận hờn, chiến tranh và tranh giành đấu đá nhau. Do họ sống làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói và làm các ác hạnh về ý. Khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào ác thú đọa xứ địa ngục. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của các dục, đưa đến đau khổ ở tương lai,
là khổ uẩn, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân duyên, chính dục làm nhân. Đấy là những cái nỗi khổ ngay ở hiện tại này thì ai cũng có thể thấy. Người đời người, những cái pháp luật ở thế gian cũng sẽ giảng dạy, có rất là nhiều những cái cách thức khuyên răn đe một cái người nào đó mà tạo nhiều quá nhiều những cái điều tội lỗi, dạy người ta là bỏ những cái điều ác, làm những cái điều này để tránh những cái hình phạt ở trên thế gian. Thì tất cả những cái pháp luật ở xưa này cũng đều có những cái sự giáo dục, đều có những cái sự khuyên răn đe bằng những cái biện pháp cứng hoặc mềm để khiến cho một cái người không có phạm vào những cái tội lỗi quá lớn. Thì nhưng mà ngoài những cái mà người ta phải chịu những cái sự khổ đau ở hiện tại này, những cái sự nguy hiểm bất hạnh, ngoài cái sự nguy hiểm bất hạnh ở hiện tại này, một cái người mà có nhiều cái tham dục còn tạo ra nhiều cái sự nguy hiểm ở tương lai nữa. Ví dụ như là cái người đấy có thể vướng vào những cái tham dục, chạy theo những cái tham dục, tạo ra những cái tội lỗi ở thân khẩu ý, có thể người ta không có bị những cái nguy hiểm ở hiện tại, nhưng người ta cũng không thể tránh được những cái nguy hiểm ở tương lai. Ví dụ như là một cái người đó có cái tham dục lớn, rồi người ta làm những cái việc như sát hại những cái loài sinh vật, nó cũng tạo ra những cái ác nghiệp mà người ta phải chịu cái quả khổ ở tương lai. Và khi chết người ta phải đọa vào những cái đọa xứ địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, thì đó cũng là những cái nguy hiểm. Nhưng một cái người có cái ý thức như vậy, có cái nhận thức như vậy, thì người ta cũng sẽ thấy được cái sự sợ hãi đối với tham dục, và người ta có thể biết kiềm chế mình. Nếu như chỉ dừng lại ở cái nhận thức đấy, mình cũng sẽ kiềm chế được mình và mình không phạm vào những cái tội lỗi để không gặp những cái nguy hiểm ở hiện tại, ở tương lai. Thì đấy là gọi là vị ngọt của các dục và cái sự nguy hiểm của các dục. Còn cái sự xuất ly đối với các dục này thì cần phải như thế nào? Làm sao mà để mà đoạn trừ được tham dục, để mà giải thoát khỏi cái tham dục này? Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly của tham dục? Này các tỳ kheo, đây là sự điều phục tham đối với các dục, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly của các dục. Thì Đức Phật chỉ dạy mỗi mấy câu ngắn gọn vậy thôi. Đó là sự điều phục cái dục tham đối với các dục, sự đoạn trừ cái tham đối với các dục, vậy đó nó gọi là sự xuất ly các dục. Thì chỉ một cái câu rất là ngắn gọn đấy, nhưng mà trong cái bài kinh này Đức Phật không có dạy chi tiết là mình phải điều phục cái dục tham nó như thế nào, và cần phải đoạn trừ cái tham dục nó như thế nào. Nhưng mà có rất là nhiều những cái bài kinh khác Đức Phật đã dùng rất là nhiều những cái phương pháp cặn kẽ chi tiết để dạy về một cái người như thế nào là đoạn trừ cái tham dục này, như thế nào nhờ hiểu về, thấy được cái sự tham dục, thấy được những cái nhân nó sinh ra cái sự tham dục, thấy được cái sự tập khởi, cái sự đoạn diệt của cái tham dục này, thì mới có thể thoát ly ra được cái tham dục. Thì cái sự đoạn trừ tham dục này chỉ có bằng cái con đường bát chánh đạo, đó là mình cần phải có cái sự chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hoặc là thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền quán, tức là chỉ khi nào mình có trí tuệ, mình tuệ chi ra được, tuệ chi ra được, ví dụ như là mình phân tích ra, tuệ chi ra được cái tham dục này nó như thế nào, vị đấy tuệ chi ra được cái con mắt của mình nó có những cái sắc pháp, tuệ chi ra được những cái cảnh sắc, và mình sẽ tuệ chi ra được cái nguyên nhân sinh ra cái dẫn đến những cái tham dục đấy là do những cái sự nầm tưởng của mình, những cái sự ảo tưởng của mình. Ví dụ như là lúc đấy mình sẽ thấy các cái tuệ chi ra được các cái cảnh trần đó, nó vốn nó là vô thường, nó luôn sinh diệt, nhưng mà vì cái sự ảo tưởng, vì cái nầm lẫn, mình cho nó là thường, cho nên là tham dục nó sinh ra. Mình cứ tưởng cái gì nó cũng tồn tại mãi, nó cũng trường tồn, nó cũng sẽ được bền lâu, được vững chắc, cho nên là mình mới sinh ra tham dục. Chứ mình thấy được cái sự giả tạo, thấy được cái sự hoại diệt của nó, thì mình sẽ nhàm chán với nó và mình sẽ không tham dục với nó. Tức là cái vô thường mình tưởng là thường, cái khổ mình lại tưởng nó là lạc,
cái nó không có tự ngã, mình tưởng nó là có tự ngã, cái mà nó ô uế bất tịnh mình lại tưởng nó là thanh tịnh. Chính vì vậy cho nên là nó mới sinh ra những cái tham dục ở trên cuộc đời này. Như như là bây giờ mình tham dục là tham dục với cái gì? Mình tham dục là ví dụ như mình tham dục với cái thân của con người, mình tham dục với cái thân mình, với cái mình tưởng rằng cái thân của mình nó sẽ còn sống lâu dài này. Mình tưởng nó là nạp, mình tưởng nó là thanh tịnh, rồi mình tham ái với mình, rồi mình lại tham ái với thân của người khác. Như là một cái người nam tham ái với cái sắc thanh hương vị của một cái người nữ, hay là một cái người nữ thì cũng tham ái với sắc đẹp, với âm thanh, với mùi, với vị, với sự xúc chạm với người nam, thì đấy là nó sinh ra cái tham dục. Do mình tưởng rằng là cái thân năm uẩn của mình hay của người đó là thường, là nạc, là ngã, là tịnh, thì bây giờ mình phải thấy ra được cái sự thật của nó vốn là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì từ đấy mình mới sinh ra được cái sự nhàm chán. Nó đấy là cái điều phục cái tham dục, cái đoạn trừ được cái tham dục. Mày nhàm chán đối với tham dục, nó ni tham, đoạn diệt đối với tham dục, từ bỏ tham dục, nhờ cái chánh trí mình không còn tham dục nữa thì mình đã chứng ngộ niết bàn. Thì chỉ khi nào một cái người thấy được cái thân tâm này, thấy được cái sự thật của cái danh hay là cái sắc này, của từ bên trong bên ngoài, quá khứ hiện tại vị lai này, thì lúc đấy mình mới gọi là cái sự điều phục được cái tham dục đấy, thì phải bằng cái con đường thiền quán ấy, nhờ phân tích ra được cái sắc pháp, cái danh pháp, hay là bằng cái pháp năm uẩn đấy, bằng cái pháp duyên khởi đó, mình mới quán ra được cái sự tập khởi, cái sự đoạn diệt của cái năm uẩn đấy, và đi đến cái sự nhàm chán ni tham đối với này, cái năm uẩn đấy, đối với cái thân tâm này, cũng như là các vạn vật, tất cả những cái pháp bên ngoài khác, thì mình thấy nó là những cái pháp hữu vi rồi, thì mình mới nhàm chán được nó. Còn nếu như mình còn thấy nó là thường lạc ngã tịnh, mình còn thấy nó trên những cái pháp chế định, những cái pháp tục đế, thì mình sẽ vẫn còn tham dục với nó, tức là mình chưa đoạn trừ, mình chưa có cái trí tuệ để thấy ra được cái sự thật, thì sẽ không diệt được cái tham dục. Chỉ khi nào mình có cái trí tuệ thấy ra được cái sự thật của nó, như nó thật sự là cái bản chất của nó, cái sự vô thường, khổ, vô ngã, cái sự bất tịnh của nó, thì mình mới đoạn trừ được nó. Vậy thì cái con đường để đoạn trừ những cái tham dục này phải là con đường phát triển trí tuệ. Mà muốn có trí tuệ ấy thì mình cần phải phát triển được cái tâm nó có định. Muốn tâm có định ấy thì mình cần phải phát triển được những cái giới, thì bằng cái con đường giới định tuệ hay là cái con đường bát chánh đạo đó. Chỉ có tu tập cái con đường đấy thì mình mới đi đến cái sự phát triển được cái chánh trí, thấy ra được các cái sự thật và đoạn trừ ra được cái tham dục. Chứ còn nếu như mình có hiểu biết không, mình chỉ có cái sự nhận thức, có cái ý thức thôi, thì nó chỉ đè nén được cái tham dục ở cái mức tạm thời. Nó chỉ làm cho mình thấy sự nguy hiểm của các dục, nhưng mà mình vẫn không đoạn trừ được các cái tham dục. Khi mà nó có cơ hội nó vẫn trỗi dậy. Chỉ khi nào mà mình tuệ chi ra được, mình liễu chi ra được những cái tham dục, những cái nguyên nhân sinh ra tham dục đấy, thì mình khởi lên cái chánh trí để đoạn trừ được nó. Thì khi nào mình phát triển được cái tuệ quán, mình thấy hoàn toàn được cái sự thật tuyệt đối rồi, thì mình mới đoạn trừ được nó. Đấy là cái vị ngọt của dục, cái sự nguy hiểm của dục và cái sự xuất ly đối với dục. Còn cái phần thứ hai thì Đức Phật nói về cái sự vị ngọt của sắc, cái sự nguy hiểm của sắc và cái sự xuất ly đối với sắc. Thì sắc ở đây nói về những cái gì nó thuộc về vật chất thì nó thuộc về sắc. Mà cái sắc ở đây mà nó thiết thực nhất đó là cái sắc thân. Cái sắc thân của con người, vì trong tất cả những cái dục tham của con người trên cuộc đời này, thì con người ta tham dục với cái sắc thân là mạnh nhất. Nên là Đức Phật nói rằng là ta không thấy một pháp nào khác chi phối và ngự trị cái tâm của người đàn ông như cái sắc của người đàn bà. Này các tỳ kheo, ta không thấy một cái pháp nào mà nó chi phối và ngự trị ở trong tâm trí của người đàn bà bằng cái sắc của người đàn ông. Nên là Đức Phật nói rằng nếu trên thế gian này có một cái khác mà nó có hấp dẫn như đối với sắc,
thì không ai có thể tu được phạm hạnh. Tức là nếu như mà còn có một cái khác nó hấp dẫn như là cái sắc dục ấy, thì trên đời này không ai tu chứng được thiền thông đạo quả cả. Cũng may mà trên đời này nó có một cái hấp dẫn nhất, đó là sắc. Và mà bản chất của sắc thì rất là hôi thối bất tịnh. Chỉ cần mình thấy được cái hôi thối bất tịnh của nó là mình sẽ thoát được nó thôi. Mà thấy cái sự hôi thối bất tịnh của sắc này chẳng khó gì cả. Đoạn trừ được cái tham dục với sắc thì cái con đường tu tập chứng đắc đạo quả là dễ dàng. Còn những người nào mà chưa nhận thức, chưa tuệ tri, chưa thấy được cái bản chất của sắc thì cái người đấy còn làm nô lệ cho tham dục, còn bị tham dục ngữ trị và chi phối, và còn chìm đắm ở trong cái khổ đau sinh tử này. Thì này, trong cái phần này Đức Phật dạy này: các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào không như thật tuệ tri, vị ngọt của các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự suốt ni là sự suốt ni như vậy. Những vị ấy nhất định không tuệ tri được các dục của họ, không thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy không thể xảy ra. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ tri vị ngọt là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự suốt ni là suốt ni như vậy, những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có thể xảy ra. Còn cái này là đến cái phần sắc pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là vị ngọt của sắc pháp? Này các tỳ kheo, như các thiếu nữ sát đế ni, thiếu nữ bà la môn, thiếu nữ gia chủ, tuổi khoảng 15, 16, không quá lớn, không quá nhỏ, không quá cao, không quá thấp, không quá gầy, không quá béo, không quá đen, không quá trắng. Này các tỳ kheo, có phải người ấy họ đạt đến mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng? Bạch Thế Tôn, phải. Này các tỳ kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên lạc thọ, hỷ thọ, như vậy là vị ngọt của các sắc. Thì đây là cái Đức Phật nói về cái hình ảnh của một cái sắc mà nó khiến cho người ta tham dục. Nhất đó là cái Đức Phật nói, lấy cái ví dụ về một cái người nữ đang ở một cái độ tuổi thanh xuân nhất, xinh đẹp nhất, xinh xắn nhất, và có cái sự khả ái hấp dẫn nhất đối với thế giới đàn ông. Cũng như vậy, thì tương tự như vậy, nếu mà có một cái người đàn ông nào mà xinh đẹp nhất thì cũng sẽ là một cái đối tượng hấp dẫn nhất đối với thế giới đàn bà. Thì ở trong này Đức Phật nói đến cái sắc, là muốn nói về cái sắc của người nam, cái người nữ. Nhưng sắc của người nữ nó sẽ khiến cho cái người nam bị cuốn hút, và cái sắc của người nam khiến cho cái người nữ bị cuốn hút như vậy. Và Đức Phật dạy này các tỳ kheo, thì đấy được gọi là những cái vị ngọt của dục là vậy. Tức là cái gì đẹp là cái đấy khiến cho con người ta tham đắm rồi. Thế thì tại sao không nói là có những cái bông hoa nó rất là đẹp mà người ta say đắm ngắm nghía bông hoa, thì có phải là tham dục không? Thực ra thì cái bông hoa nó cũng đẹp đấy, nó cũng bắt mắt, nhưng mà nó không khởi lên cái dục, nó thiêu đốt, nó làm cháy bỏng lòng người, như là cái tham, những cái dục là của những cái sắc pháp khác. Có rất là nhiều những cái dục, ngoài những cái dục về nam nữ này, có những cái dục như là một cái người nhìn thấy một cái bộ quần áo đẹp, người đó cũng có thể mê mẩn say sưa thích thú, nhìn thấy một cái ngôi nhà đẹp, hay là nhìn thấy những cái đồ đạc, những cái dụng cụ nó đẹp, cũng ưa thích, cũng muốn tìm cầu, cũng muốn mong muốn có được nó. Thì nó còn nhiều những cái sắc khác. Tức là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất, nó đều gọi là dục. Hay là bây giờ sẽ nhìn thấy có những cái thỏi vàng, những cái kho vàng, kho báu ấy, thì nó cũng sinh ra cái tâm tham. Nhưng mà thực ra cái vàng bạc mình có ăn được không? Mình có thỏa mãn được không? Đây là cái vàng bạc ấy, nó là một cái phương tiện để cho người ta có thể trao đổi được những cái dục này. Người ta có nhiều tiền, nhiều vàng, nhiều những cái tài sản, thì người ta sẽ có những cái nhu cầu để mà hưởng thụ những cái dục, những cái tham dục của các giác quan, của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chứ không có gì khác. Người ta chứ không phải là người ta tham dục với những cái thứ vật chất vô tri như là vàng bạc tiền bạc của làm gì, mà đó là vì những cái thứ đấy người ta có thể mua được dục, người ta có thể trao đổi được dục. Thế cho nên là đó là những cái mà nó hấp dẫn ở trên đời thì được gọi là sắc dục. Thì sự nguy hiểm của sắc dục ấy, của sắc ấy này các tỳ kheo, ở đây người ta có thể thấy cái bà chị ấy trong một thời gian khác,
tám chín mươi tuổi hay 100 tuổi, già yếu còng lưng như nóc nhà, lưng còng phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy ốm đau, tuổi trẻ đã tận, râu rụng tóc bạc hư rụng, hói đầu da nhăn, tay chân bị khô đét tái xám, này các tỷ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người ấy nay đã biến mất, sự nguy hiểm đã hiện ra? Đây là một cái người có trí tuệ thì sẽ nhìn thấy cái sự hủy hoại, cái sự hoại diệt của cái sắc, thì không có một cái gì nó trường tồn lâu dài cả. Có thể ở cái thời điểm này thì cái người đó còn xinh đẹp, nhưng cái thời gian nó trôi qua rất nhanh, thì một thời gian ngắn sau là cái người đấy đã trở nên hoại diệt rồi, đã trở nên bị già nua tàn tạ rồi. Như là bây giờ mình nhìn thấy một cái bà cụ già, mình sẽ biết là 6, 7, 8 mấy chục năm trước người đó là một cái người thiếu nữ rất là trẻ, nhưng bây giờ già nua tàn tạ, không còn cái sự khả ái hấp dẫn nữa, nhưng mà cái lúc còn trẻ thì rất là hấp dẫn, rất là làm say đến xưa nhiều những cái nam nhân khác. Thì đây cũng là một cái người có trí tuệ sẽ nhận thức ra được cái điều đó, nhưng mà những cái người ngu si yếu trí, người ta cũng biết là cái điều đó, nhưng mà người ta không có thấu hiểu, cho nên người ta vẫn chạy theo những cái sắc đẹp đó, vẫn chạy theo những cái sắc đẹp ở cái lúc mà cái sắc đẹp đó nó chưa bị biến dị, nó chưa bị hoại diệt, người ta cứ chạy theo. Trong đó có một cái trường hợp như là của ngài của tôn giả Revata, em trai út của ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất thì có một cái người em, tất cả những cái người anh em trong nhà có 7 anh em thì đều đi xuất gia và chứng A-la-hán hết. Thì trong đó có một cái người em út thì gia đình quyết định giữ ở nhà và kết hôn với một cái cô gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà trong cái buổi kết hôn đấy thì có một cái bà một cái bà cụ rất là lớn tuổi ở trong nhà, 120 tuổi đến chúc mừng, và mọi người đều chúc rằng chúc cho con dâu của ta, cho cái cô dâu ấy sẽ được sống lâu trường thọ như cái bà cụ này 120 tuổi này. Thế thì lúc đấy cái chú rể Rebata này nhìn vào cái bà cụ kia thì thấy người ta chúc rằng, mong rằng sau này cái người vợ của mình, cái người yêu của mình cũng sẽ sống lâu giống như cái bà cụ này. Thì lúc đấy vị này chợt giác ngộ ra, chợt ngộ nhận ra rằng dù cái người con gái này hôm nay xinh đẹp như thế, kiểu diễm mỹ miều hấp dẫn như thế, nhưng mà rồi sau này sẽ giống cái bà này, trông thật ghê sợ, trông thật là kinh tởm. Thì lúc đấy cái sự kinh cảm, cái sự ghê gớm, cái sự gớm ghiếc nó, cái sự nhờn gớm nó sinh khởi lên. Và cái vị đó, và cái chú rể Revata đó quyết định ngay trong ngày hôm nay ta phải trốn thoát khỏi cái mụ già này, khỏi cái con quỷ này xấu xa này, không thể chờ đợi đến một khi mà nó bộc lộ rõ cái bản chất xấu xa của nó ra, lúc đấy ta mới chạy thì không kịp nữa, mà ta phải chạy ngay từ bây giờ. Cho nên là mình đó mới giả vờ đi chơi với những đứa trẻ, chơi đuổi bắt, rồi cho những đứa trẻ đó đuổi mình, là phải cứ thế vị đó chạy thẳng và đến một cái khu rừng có các vị tỳ kheo, và vị đó xin đi xuất gia. Vị đó đã thoát khỏi cái ma nữ, cái yêu nữ, cái sự cám dỗ của cái sắc đẹp đó. Thì đấy là một cái người có cái trí tuệ thượng thừa, nhìn ra được ngay cả những cái gì mà nó có hấp dẫn ở hiện tại này, nhưng mà nó là một cái sự hoại diệt ở trong tương lai. Thì không phải là chỉ cái thân thể con người, mà tất cả cái vạn vật ở trên thế gian này cũng thế, cái gì nó cũng vậy, nhà cửa, đồ đạc, tài sản, hay tất cả mọi cái thứ khác, đền đài, cung điện, hay là núi sông, hay bờ cõi, cây cối, hoa trái, thì cái gì nó cũng thế thôi. Lúc mà nó mới xuất hiện lên thì trông nó còn có cái vẻ xinh đẹp, hấp dẫn cả ai này, nhưng mà chỉ trải qua một cái thời gian năm tháng, một cái khoảng thời gian sau đấy, nó sẽ từ từ nó mục nát, nó từ từ nó hoại diệt, rồi nó sẽ biến mất, nó không còn ở thế gian này nữa. Nếu mà một cái người mà mình muốn hiểu rõ hơn về cái bản chất của cái sắc thân này thì hãy quán những cái pháp về tử thi, hãy nhìn những cái người ta chết bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Có người thì chết cháy, nếu như mình nhìn thấy một cái người mà người ta bị chết cháy, chỉ có một cái ngọn lửa nó thiêu một cái trên cái da này, nó bị cháy đi, nó bị bóc nột hết một cái màng da bên ngoài này đi,
thì cái người đấy dù có đẹp như tiên thì lúc đấy cũng không còn ý nghĩa gì nữa, trở nên xấu xa như quỷ sứ, không còn cái sự hấp dẫn nữa. Đấy là vậy thì cái sự đẹp đẽ ở trên thế gian này là giả tạo, là giả dối, không có thật, mà con người ta do không có nhìn vào cái sự thật, chỉ nhìn vào cái giả dối đấy mới sinh ra cái tham đắm, mới sinh ra cái tham dục đối với những cái sắc khả ái ở trên thế gian này. Đức Phật dạy tiếp: này các tỳ kheo, sự như vậy là sự nguy hiểm của các sắc pháp. Lại nữa này các tỳ kheo, người ta có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn đau khổ trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân và nước tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người đỡ nằm. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ miều về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của sắc pháp. Lại nữa này các tỳ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, thối nát ra. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ miều của sắc đẹp xưa kia của cô gái ấy đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ kheo, như vậy là sự nguy hiểm của sắc pháp. Lại nữa này các tỳ kheo, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay các diều hâu ăn, hay các loài chim kên ăn, các loài chó ăn, dã can ăn, các loài côn trùng ăn. Như các người nghĩ thế nào? Sự mỹ miều về sắc đẹp xưa kia của cô gái này nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra. Thì đấy là một cái người mình có thể thấy những cái tử thi ở nhiều cái mức độ hủy hoại, phân tán khác nhau. Và mình sẽ thấy được cái bản chất của cái thân thể con người, bản chất của các cái sắc này nó là như vậy. Một cái tử thi 3-4 ngày nó chết, nó đã trương sình lên, nó trương phồng lên, nó không còn những cái vẻ hấp dẫn như cái lúc mà còn sống nữa. Thì lúc đấy cái sự tham đắm về cái hình dáng của con người nó bị biến mất cả. Mình cứ tưởng rằng là cái thân này, cái dáng vẻ này nó yêu kiểu như thế, nó xinh đẹp như thế, mà nó tan biến mất. Hay là có những người nào là có cái sự tham đắm đối với một cái cô gái vì cái người đó có cái da trắng trẻo và mịn màng, thì cái xác, cái nếu như cái người đó chết đi vài hôm sau, cái xác ấy nó sẽ đen thâm lại, nó sẽ xanh bầm lại, nó sẽ tím ngắt lại, và lúc đấy nhìn vào cái xác thân ấy mình biết ôi nó đã hủy hoại, nó đã biến hoại mất rồi, nó không còn là cái sự sắc đẹp như trước nữa. Cũng vậy, có những cái người vì say mê những cái nữ sắc đó, vì cái người đó có những cái mùi thơm, ví dụ như là thực ra thì người ta rất là thối tha, nhưng mà người ta hay dùng những cái nước hoa thơm, người ta bôi, người ta xịt lên trên người, làm cho nó có cái mùi mê ly hấp dẫn khi đi đến gần người khác, làm cho người ta bị quyến rũ. Nhưng mà chỉ chết vài hôm rồi mưng mủ lên, cái mùi thối nó bốc ra. Bản chất của con người là như vậy. Rồi từ những cái nước thối ở trong người nó chảy rỉ ra chín cái nỗ căn, cái nỗ khiếu ở bên ngoài, thì lúc đấy cái mùi hôi thối cách xa hàng cây số cũng đang thấy rồi, thì lúc đấy phát nôn, phát mẹ, phát kinh, phát tởm lên. Thì ra cái bản chất của cái thân người ông phải nó thơm tho như thế, mà nó rất là thối tha như thế. Đấy là thấy ra cái sự thật. Hay là nghĩ rằng là có những người tham đắm vì thấy cái người này có cái mập mạp, có cái cơ bắp, có cái sự săn chắc, có cái sự thon thả, có sự kiểu diễm, có cái sự cân đối mà mình yêu thích. Thì đến lúc chết cái xác thân đấy nó vỡ bung ra, nó bị những cái loài khác nó gặm nhấm, nó tan tác, nó rã rời, nó tả tơi, nó phân tán mỗi nơi một mảnh, mỗi nơi một cái bộ phận, một cái phần, một cái mảng thịt, mảng xương, chân tay đầu, nó rơi rụng ra thành những cái bộ phận khác nhau. Thì lúc đấy mình sẽ tỉnh ngộ ra, thì ra cái thân nó không phải là bền chắc, mập mạp béo tốt, thì bây giờ cũng làm thức ăn cho những cái loài thú hoang dã, nó cũng sẽ bị tan vỡ ra như thế. Thì có những cái người thì tham đắm là vì mình muốn sở hữu, hay là cái người đó tham đắm vì thấy cái sự yêu kiều đẹp một cái khía cạnh nào đấy, thì lúc đấy mình sẽ thấy cái thân thể đấy, cái thi thể đấy là thức ăn cho giòi bọ, nó là những cái bộ xương, là những cái bộ xương trông rất là ghê rợn, rã rời, tả tơi. Hay là cái người đấy có thể mang đi thiêu, chỉ còn lại một cái hũ tro, và nó có thể
và cầm cái hũ tro nó có thể tung lên, nó bay bụi lên không gian hoặc là cuốn trôi vào trong một cái hồ nước và nó sẽ biến mất khỏi thế gian này, vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, gió bay đi tất cả những cái xương đó, nó cũng một cái ngày nó cũng mục lại thành bột, và cái bột đấy nó có sẽ bay tơi tả khắp thế gian. Vậy thì cái sự khả ái hấp dẫn ở trên thế gian này nó không có thật, nó là giả tạo, nó biến đổi, nó thay đổi từng ngày từng giờ, nên là nó không có thật là vậy. Thì một cái người nào mà tuệ tri được như vậy, quán thấy được như vậy là thấy được sự nguy hiểm của các cái sắc. Cái sắc nó vốn dĩ nó là nguy hiểm như vậy. Nên là có những cái câu chuyện là nói những cái nên những cái ví dụ của một cái sự tham dục, như là một cái chàng trai này say đắm yêu mến một cái cô gái, nhưng mà cái cô gái này thực sự là một cái con dạ xoa, nó hiện hình, nó biến hình, biến thành một cái người nữ đẹp như tiên, khiến cho nhiều chàng trai ao ước khát khao. Khi mà lấy cái cô gái này về rồi thì những cái người, những cái chàng trai này mới để ý rằng cứ đêm đêm cô này lẹ nẻ đi đâu, và cái chàng trai đi theo mới thấy rằng cô này đi ra nghĩa địa đào những cái xác chết mới chôn lên rồi ăn ngao ngáo, sau đó lại biến thành cô gái trở về nằm bên mình. Khi mà một cái người nào nhận ra như thế thì phải bỏ chạy, phải ghê sợ, phải khiếp sợ. Thì cũng như vậy, thì tất cả những cái người nữ trông cái vẻ bên ngoài thì người ta có trông rất là đáng yêu, rất là xinh đẹp, rất là hấp dẫn, nhưng mà cái sự thật bên trong người ta còn ghê gớm hơn quỷ sứ đó. Nên là cho bài đó là cái sự nguy hiểm của một cái người mà chạy theo cái tham dục ở trên cuộc đời, bởi vì là cái sắc thân của người ta sẽ bị hủy hoại, sẽ bị hủy diệt, sẽ không có tồn tại lâu dài được. Nên là một cái người nào mà càng chạy theo những cái sự hấp dẫn của các cái sắc pháp thì cái người đấy sẽ rất là đau khổ hiện tại mà đau khổ cả tương lai, đau khổ lâu dài, không thoát ra được. Vậy những cái người nào nhận ra được, thức tỉnh ra được như vậy thì người đã thấy được cái sự nguy hiểm đối với các cái sắc. Đức Phật dạy là: này các tỳ kheo, thế nào là sự xuất ly đối với các sắc pháp? Này các tỳ kheo, đây là sự điều phục dục tham đối với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là xuất ly đối với các sắc pháp. Thì đối với cái sự đoạn trừ cái dục tham với sắc pháp này, Đức Phật chỉ nói một cách ngắn gọn và đơn giản như thế. Thì một cái người mà mình thấy được sự nguy hiểm của các cái sắc pháp rồi, cũng là mình đã có được một chút nhàm chán đối với cái sắc đấy, nhưng chưa thoát khỏi, chưa thoát được. Dù mình có quán tử thi, mình có quán bộ xương, nó có thể chế ngự được cái tham dục đối với các sắc, nhưng nó chỉ chế ngự tạm thời thôi. Khi nào mình phải tuệ chi ra được các cái sắc đấy, tuệ chi được sự tập khởi, sự đoạn diệt, và con đường đưa đến đoạn diệt các cái sắc này, thì mới mới có thể hoàn toàn đoạn trừ được nó. Tức là mình phải quán được cái sắc này là do tứ đại nó hợp thành. Vậy thì mình phải thực hành cái pháp thiền tứ đại để thấy ra được các cái sắc, thấy ra được cái sự tập khởi, là nguyên nhân nào nó sinh lên cái sắc này. Có sắc nó do nghiệp sinh, sắc do tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực sinh. Thì do những cái nhân ấy, là nghiệp, tâm, thời tiết, vật thực đấy, nó sinh, cho nên là cái sắc đấy nó mới sinh. Còn những cái nhân đấy nó diệt thì sắc diệt. Cho nên mình thấy nó luôn luôn có cái tính sinh diệt trên cái danh sắc đó, trên cái sắc pháp đó, mình thấy được cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cái bất tịnh của các cái sắc đó. Thì lúc đấy mình mới có được cái sự nhàm chán, có được cái sự yếm ni, có được cái sự ni tham, có được cái sự đoạn diệt những cái dục tham, từ bỏ những cái dục tham, mà nhờ cái chánh trí, nhờ cái trí tuệ đó mình có thể đi đến cái sự chứng ngộ niết bàn, do mình đoạn trừ được các cái dục tham đối với sắc như vậy. Thì đấy được gọi là cái sự xuất ni khỏi cái sự tham đối với sắc. Gần đến một cái pháp thứ ba trong cái bài này, Đức Phật nói về các cái cảm thọ. Có những cái sự vị ngọt của các cảm thọ, sự nguy hiểm đối với các cảm thọ, và sự xuất ly đối với các cái cảm thọ nữa. Đó là cái pháp thứ ba này. Đức Phật dạy này: các tỳ kheo, vị ngọt các cảm thọ ở đây, tỳ kheo ni dục ni ác bất thiện pháp chứng và an trú vào thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ nục hỷ lạc do ni dục sinh, có tầm có tứ. Vì tỳ kheo diệt tầm tứ, chứng và an trú thiền thứ hai, ni dục ni bất thiện pháp chứng an trú thiền thứ nhất, có tầm có tứ, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm
thọ vô hại này các tỳ kheo, tối thượng vô hại ấy ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Này nữa này các tỳ kheo, diệt tầm tứ chứng và an trú thiền thứ hai một trạng thái hỷ lục, do định sinh hung tầm hung tứ nội tình nhất tâm. Thiền thứ ba chúng và chứ thiền thứ tư không khổ không lạc, sản hiện thanh tịnh. Này các tỳ kheo, trong khi tỳ kheo xả lạc xả cổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư không khổ không lạc, sản hiện thanh tịnh. Trong khi ấy, nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại, này các tỳ kheo, tối thượng vô hại ấy ta nói là vị ngọt các cảm thọ. Đây là nói đến vị ngọt của các cái cảm thọ. Thì có những cái cảm thọ mà một cái con người mình trong cái lúc trong cái cuộc sống bình thường hàng này, mình cũng có những cái cảm thọ nó rất là thích thú. Ví dụ như là khi mà mình được một cái gì đó mình hài lòng, mình hoan hỉ, mình ưa thích với những cái điều đó, thì đó cũng là một cái cảm thọ, đó là hỷ thọ. Có những cái cảm giác mà khiến cho mình vui vẻ. Nên là đôi khi mình đi tìm những cái cảm giác vui vẻ đó bằng cách mình phải đi tìm đến những cái nơi nào đó có những cái trò giải trí vui chơi, hay là ai đó cho mình được một cái gì đó nó có cái lợi ích về tiền tài, vật chất, danh vọng, sự nghiệp gì đó, và mình cảm thấy thích thú đối với những cái điều đó. Hay là một cái người mà đạt được những cái tham dục, cái dục vọng đấy, thì nó đều có những cái cảm thọ ấy. Thì đấy nó cũng đều được gọi là những cái vị ngọt của các cảm thọ. Thì cái thông thường những cái vị ngọt về các cảm thọ này nó rất là nhiều. Hay là khi mình được ăn những cái đồ ngon, mình mặc những cái đẹp, mình ở những cái như nhà mới, mình cũng sẽ cảm thấy thích thú. Thì đấy được gọi là những cái vị ngọt của các cảm thọ. Thì cái điều đó là rất là thông thường. Nhưng mà những cái cảm thọ đấy nó rất là mong manh, nó rất là chóng tàn, nó rất là dễ bị hoại diệt. Nó không phải là tối thượng, không phải là những cái cảm thọ tối thượng. Và Đức Phật muốn nói đến những cái cảm thọ ở đây nó tối thượng hơn, thù thắng hơn những cái cảm thọ vô hại. Đó là cái cảm thọ của một người chứng đắc các tầng thiền. Một người chứng được sơ thiền, ni dục, ni ác, bất thiện pháp, chứng an trú thiền thứ nhất, một cảm thái hỷ lạc do ni dục sinh với tầm với tứ, thì vị ấy sẽ toàn thân thấm nhuần một cái sự hỷ lạc do ni dục sinh. Tức là thấm nhuần tẩm ướt một cái sự cảm, một cái cảm thọ do ni dục sinh, giống như là một cái cục bột tắm mà được nhúng với nước thì toàn thân cái cục bột đấy thì thấm nhuần bởi nước. Cũng vậy, một cái người trú ở trong sơ thiền, toàn thân của vị đó được thấm nhuần bởi cái cảm thọ do ni dục đấy, mà vị ấy có thể duy trì cái cảm thọ đấy trong 1 giờ, 2 giờ, 10 giờ, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày cho đến 7 ngày liên tục không gián đoạn. Tức là những cái cảm thọ nó có dính khởi liên tục không dám đoạn được. Còn những cái cảm thọ mà trong cái cuộc sống hàng ngày mình hưởng thụ những cái dục lạc này thì nó rất là mong manh, nó chỉ xoẹt qua như một cái tia điện chớp. Những cái hỷ thọ, những cái lạc thọ do một cái người hưởng thụ những cái dục lạc ở thế gian không lâu dài, nó rất là ngắn ngủi, nó rất là mong manh và nó rất là hạ nhiệt, và nó đi kèm với những cái sự mệt mỏi, đi kèm với những cái sự khao khát, những cái khổ não. Cho nên Đức Phật không gọi những cái cảm thọ mà một cái người hưởng thụ dục lạc này là cao thượng, mà Đức Phật nói là những cái cảm thọ của những cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì cao thượng hơn, thù thắng hơn. Thì đó là những cái cảm thọ do ni dục sinh, cao thượng hơn những cái cảm thọ do hưởng thụ cái dục nó sinh. Đấy là cái cảm thọ này, mà đấy được gọi là vị ngọt của các cảm thọ. Đấy là đấy những cái cảm thọ của các tầng thiền để làm ví dụ cho một cái vị ngọt của các cảm thọ. Vậy cái nguy hiểm của các cảm thọ ấy là này các tỳ kheo, thế nào là nguy hiểm của các cảm thọ? Này các tỳ kheo, cảm thọ là vô thường, khổ, biến hoại. Như vậy là sự nguy hiểm của các cảm thọ đấy. Mặc dù những cái cảm thọ đấy nó cao thượng hơn, nó vô hại như vậy, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái quy luật tự nhiên, đó là có sinh có diệt, có cái sự vô thường biến hoại không tồn tại mãi. Ví dụ như là có những cái người ưa thích vào những cái cảm thọ đấy, người ta an trú ở trong hiện tại, người ta an trú trong các tầng thiền, hưởng thụ cái sự an lạc cao thượng đấy trong cái hiện tại này, và người ta trú ở đấy, người ta sinh về các cái cõi phạm thiên, trở thành những cái vị phạm thiên, người ta lại tiếp tục sống ở trong cái đời sống ni dục đấy, người ta lại tiếp tục sống với cái cảm thọ đấy, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp, có thể một đại kiếp, hai đại kiếp, bốn đại kiếp, tám đại kiếp, 16 đại kiếp, 500 đại kiếp, hàng ngàn, hàng vạn đại kiếp, người ta vẫn có thể trú được như vậy. Nhưng
nó vẫn được gọi là vô thường, khổ vô ngã, chứ nó chưa được gọi là cái sự thường nào. Nó không vẫn chưa phải là cái sự chân hạnh phúc. Cho nên Đức Phật vẫn gọi nó là cái sự nguy hiểm. Dù một cái người có hưởng thụ những cái cảm thọ đó thì vẫn là nguy hiểm, là sự hiểm nguy, nguy hiểm đối với những cái cảm thọ. Và chỉ khi nào thoát ni ra được những cái cảm thọ này thì mới là an vui, mới là hạnh phúc. Vậy cái sự thoát ni, suốt ni khỏi các cảm thọ này, Đức Phật dạy này các tỳ kheo, thế nào là sự suốt ni các cảm thọ? Các tỳ kheo điều phục dục tham đối với các cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham, như vậy gọi là suốt ni các cảm thọ. Thế nên đến một cái, ngay cả những cái cảm thọ cao thượng của tứ thiền bát định ấy thì vị ấy vẫn phải thấy được cái tính vô thường của vô ngã của nó. Cho nên đối với pháp của Đức Phật, Đức Phật vẫn dạy cho vị ấy tu tập để chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sau đó vị ấy lại phải xuất ra khỏi các tầng thiền ấy, vị đó phân tích cái danh, cái sắc và những cái danh pháp của các cái tầng thiền đấy. Ví dụ như là ở sơ thiền, nó có các cái tâm ý môn, tâm chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tộc, an chỉ. Những cái tâm an chỉ sơ thiền khởi khởi nên liên tục như vậy, nhưng nó cũng diệt diệt liên tục, sinh diệt liên tục. Cho nên đó là sự vô thường của nó. Vì vô thường nên khổ, vì khổ nên nó không có tự ngã của nó. Thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của các cái tâm của sơ thiền, của các cái danh pháp của nhị thiền, của danh pháp tam thiền, tứ thiền như thế. Đấy là vị ấy tuệ chi ra được các cái sự thật, tuệ chi ra được cái tính vô thường của nó, thì vị ấy cũng sẽ điều phục được dục tham đối với các cảm thọ đấy. Cho nên là những cái pháp của Đức Phật dạy mình tu chứng đắc các tầng thiền không phải để mình tham ái, không phải để mình đắm nhiễm, không mình để mình an trú, mình hưởng thụ những cái cảm thọ đấy, mà để mình tuệ chi ra được sự thật của các cái cảm thọ đấy, để mình cũng nhàm chán ni tham đối với các cái cảm thọ đấy, đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn nhờ cái sự chánh trí đó. Nên là này các tỳ kheo, những sa môn đà bà na môn nào không như thật tuệ chi vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự suốt ni là suốt ni như vậy, những vị ấy nhất định sẽ không như thật tuệ chi các cảm thọ của họ, cũng không có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự. Nghĩa là không như thật tuệ chi các cảm thọ, sự kiện như vậy không xảy ra. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn nào như thật tuệ chi vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm là nguy hiểm như vậy, sự suốt ni là suốt ni như vậy, những vị này nhất định như thật tuệ chi các cảm thọ của họ, và họ có thể đặt người khác trong địa vị tương tự. Nghĩa là như thật tuệ chi các cảm thọ, sự kiện như vậy có thể xảy ra. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đại Kinh Khổ Uẩn thứ 13. Thì đến đây là chấm dứt cái bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn. Thì trong cái bài kinh này chỉ nói đến ba cái vấn đề thôi. Đó là nói về những cái tham dục. Những tham dục nó có những cái vị ngọt, là có cái sự hấp dẫn của các cái ngũ dục, năm căn nó chạy theo năm trần ấy, đó là tham dục. Thì nó có cái hỷ lạc, thì có cái sự ưa thích mình chạy theo, đó gọi là vị ngọt. Nó có cái sự nguy hiểm của các cái tham dục đó, đó là có những cái sự khổ đau do một người bị nung nấu bởi tham dục, chạy theo tham dục, tầm cầu tham dục mà phải trả giá bằng những cái đau khổ ở hiện tại này hoặc tương lai. Mấy cái người nào tham dục nhiều thì sẽ khổ nhiều, tham dục ít thì khổ ít, hết tham dục thì mới hết khổ. Thế là cái pháp Phật chỉ dạy mình đi đến hết khổ, là dạy mình đi đến đoạn trừ tham dục, suốt ni khỏi tham dục. Là cái mà nó sinh ra cái tham dục ấy, nó là các cái cảm thọ. Mình phải đoạn trừ được các cảm thọ. Cái mà nó sinh ra các cảm thọ đó chính là những cái sắc. Vậy thì những cái đấy này nó cũng liên quan đến nhau. Do mình có tiếp xúc với cái sắc đẹp, mình mới sinh ra các cảm thọ ưa thích. Mình có những cảm thọ đấy, mình mới sinh ra tham dục. Vậy thì mình đoạn trừ được một cái người mà thấy được cái sự nguy hiểm của sắc, đoạn trừ được cái tham dục với sắc thì cũng hết cái cảm thọ. Mình đoạn trừ được các cái cảm thọ rồi thì cũng hết những cái tham dục. Vậy thì đến cái pháp mình có thể tuệ chi những cái tham dục ở bên trong mình, thì cũng có thể tuệ chi được những cái tham dục ở bên ngoài, bên người khác, tuệ chi ra được cái sắc ở bên trong, bên ngoài, cái thọ ở bên trong, bên ngoài, cái quá khứ, hiện tại, tương lai, là mình đoạn trừ hết cả những cái tham dục đó, tham ái đó ở bên trong mình, ở bên ngoài. Đối với những tham ái ở bên ngoài, cao thượng, hạ nhiệt, thô tế, xa gần, đều có thể đoạn trừ hết, không còn cái tham ái, không còn cái chấp thủ, không còn cái sự chấp trước nào nữa, thì lúc đấy mới hoàn toàn tự tại mà giải thoát khổ đau.
Nên là cái bài kinh này gọi là bài kinh Đại Khổ Uẩn, Đại Kinh Khổ Uẩn, là nói về những cái nỗi khổ như thế. Nên bài sau này nói về Tiểu Kinh Khổ Uẩn. Cái nội dung bài hôm nay hết. Sa thu, sa thu, sa thu. Được, trả lời những câu hỏi. Là con bạch sư ạ, con xin chuyển đến phần hỏi pháp trình pháp ạ. Dạ, con bạch sư ạ, hôm nay có 20 câu hỏi ạ. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi thứ nhất từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư ạ, sư cho con hỏi, người làm việc ác biết đó là ác thì có đi kèm trí tuệ không ạ? Quả báo sẽ như thế nào đối với người làm ác mà không biết mình làm ác ạ? Biết người làm ác mà biết mình làm ác thì là cái lúc mà làm ác ấy là nó không có trí tuệ, nhưng mà sau đó nhận ra cái việc đó là ác thì cái lúc mình nhận ra cái việc đó là ác là trí tuệ. Còn cái lúc mà mình cái sát na, cái tâm mà nó khởi lên cái tâm bất thiện thì mình mới làm việc ác, thì cái tâm bất thiện đó không có trí. Còn cái tâm nó nhận ra cái việc đó là ác thì là người có trí tuệ. Vậy cho nên là giống như một cái người có lỗi rồi sau đó vị đó sám hối, tức là vị đó nhận biết là đây là lỗi nợ, vị đó sám hối cho nên là cái tội lỗi đó nó sẽ được ngăn ngừa trong tương lai, thì những cái tâm bất thiện đó nó sẽ yếu đi. Còn một cái người làm ác mà không biết mình làm ác thì cái người đấy sẽ không có cái sự sám hối, không có cái sự hổ thẹn ghê sợ, không có tàm quý, thì cái tội ác ấy nó tăng lên. Ví dụ như là vị đó làm ác xong, vị đó lại vui mừng thích thú với việc ác đó, cho nên cái ác nghiệp nó mạnh hơn. Nên là người ở mà làm ác mà không biết mình làm ác thì bị quả báo lớn nặng, tức là rơi vào cái đọa xứ, cái đau khổ lâu dài hơn. Còn người làm ác biết mình làm ác thì cái người đó sẽ có thể tránh được những việc ác đó trong tương lai, và những cái nghiệp ác đó nó sẽ nhẹ hơn. Nó nhẹ hơn là cái người ác mà không biết mình ác. Là con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Là con bạch sư, thế nào là thời chánh pháp ạ? Thế nào là thời mạt pháp ạ? Thời chánh pháp và thời mạt pháp. Là thời chánh pháp ở đây là muốn chỉ cho là cái thời mà giáo pháp chưa bị hỗn loạn, tức là những cái thời đấy mà những cái tà pháp chưa sinh khởi ở trên đời, như là những cái thời đấy những cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn được truyền đạt lại một cách đúng đắn nghiêm túc, và những cái người đệ tử các cái thế hệ đời sau của Đức Phật, các đệ tử của Đức Phật vẫn thực hành cái giáo pháp đó đúng như những cái lời Đức Phật dạy, và vẫn chứng ngộ, chứng đạt, chứng đắc được những cái pháp tượng nhân, tức là có những cái pháp học vẫn chưa bị xáo trộn, chưa bị pha tạp, pháp hành vẫn chưa bị hỗn loạn pha tạp, và những cái pháp thành tựu nó vẫn còn thành tựu được như thời Đức Phật, thì đấy được gọi là thời chánh pháp. Nên là có một cái bài kinh mà khi mà tôn giả A Nan xin cho người nữ xuất gia, thì Đức Phật có nói rằng là cái đời chánh pháp của ta đáng lẽ nó tồn tại được 1000 năm, nhưng mà vì người nữ vào xuất gia cho nên là chánh pháp nó sẽ chỉ còn lại được 500 năm. Ý muốn nói rằng là 500 năm đầu thì chánh pháp chưa hỗn loạn, những cái tà pháp nó chưa sinh khởi. Nếu như mà không cho người nữ xuất gia thì chánh pháp đó sẽ tồn tại được 1000 năm. Thì những người nữ vào, người ta làm hư giáo pháp nhiều hơn và làm cho chánh pháp bị giảm bớt đi, thì căn cứ vào đấy thì có thể nói rằng là 500 năm đầu thì giáo pháp còn rất là thanh tịnh, và sau đó thì dần dần những cái người cũng là những cái người tu mà người ta chế ra những cái pháp môn theo tư tưởng của người ta, là người ta cũng vào tu tập, người ta lại thấy cái đời sống tu nó nghiêm mặt quá, người ta chế định ra những cái pháp môn nó giản tiện hơn, đơn giản hơn, bỏ bớt những cái giới luật nhỏ đi, rồi sau đó người ta chế ra những cái pháp môn mà sai trái, không còn đúng với cái pháp của Phật nữa. Thì lúc đấy bắt đầu chánh pháp bắt đầu dần dần bị mai một, tức là bị dần dần bị mất đi, bởi vì cái pháp học nó cũng bị sai trái đi, thì cái sự thực hành nó cũng bị sai đi,
và cái sự chứng đạt, cái sự thành tựu nó cũng không còn như thời chánh pháp nữa. Cho nên là dần dần về sau này người ta không còn học đúng cái kinh của Đức Phật, không còn hành theo đúng lời Đức Phật, cho nên người ta không chứng đắc được những đạo quả như thời Đức Phật nữa. Thì đấy được gọi là thời mạt pháp, là cứ dần dần những cái chánh pháp nó càng ngày nó càng mai một đi, càng biến mất đi, dần dần cái pháp thành tựu biến mất trước, rồi sau đó cái pháp hành sẽ biến mất sau, về sau đó thì đến cái pháp học biến mất nữa, rồi sau đó thì người ta sẽ còn lại cái hình tướng thôi. Về sau rồi dần dần thì cái gì nó theo quy luật vô thường thì nó phải biến hoại hết, vì giáo pháp cũng tồn tại chỉ có thời gian nào đấy thôi, rồi đến lúc cũng mất hết, rồi sau đó sẽ có những vị Phật khác ra đời lại thuyết giảng lại chánh pháp. Nên đó là cái chuyện bình thường. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tham ma. Dạ, con thưa sư, thế nào là đạo Phật hưng thịnh, thế nào đạo Phật suy tàn? Đạo Phật ở Việt Nam đang hưng thịnh hay là suy tàn ạ? Đạo Phật hưng thịnh với đạo Phật suy tàn. Đạo Phật mà hưng thịnh ở đây thì là không phải cái người ta thường thường bây giờ, thời bây giờ người ta cứ nghĩ rằng ở đâu có những cái ngôi chùa lớn, ở đâu có đông đảo những cái người Phật tử đến cúng dường lớn, xây dựng lớn, cái cảnh chùa đẹp, mà người ta nhìn vào đấy người ta cho là hưng thịnh, đấy là một cái sự ảo tưởng, một cái sự mê lầm. Cái đạo Phật hưng thịnh khi nào mà còn có những người thực hành giáo pháp và chứng đắc những cái giáo pháp của Đức Phật, ví dụ như là thời Đức Phật thì những cái người tu hành chứng đắc các đạo quả, khi nào mà các cái đạo quả thánh nhân còn xuất hiện ở trên thế gian thì lúc đấy mới gọi là đạo Phật hưng thịnh. Vậy thì cứ những nơi nào mà có cái sự thực hành pháp thì lúc đấy sẽ nơi nào còn có cái sự thực hành theo bát chánh đạo, thực hành các cái pháp thiền sĩ quán ấy, thì đó được gọi là đạo Phật hưng thịnh, thì lúc đó nó còn hưng thịnh. Còn có những cái nơi nào mà không còn thực hành pháp, nhưng có những cái nơi bây giờ thì chỉ có pháp học mà không có pháp hành, thì đấy cũng là một cái dấu hiệu của đạo Phật bắt đầu suy dần dần. Tức là có những cái nơi chỉ có đề cao pháp học mà người ta không đề cao pháp hành, cho nên người ta không còn những cái sự chứng đắc các đạo quả. Cho nên là một cái người, người ta có học bao nhiêu nhưng cái phiền não nó vẫn tiềm ẩn ở trong đấy, và lúc nào đó nó sẽ bộc phát lên, người ta sẽ làm những cái điều xấu xa và khiến cho một cái người đọa lạc. Vậy chỉ khi nào còn có những người giác ngộ, còn có những người giải thoát, còn có những người thực hành pháp, còn có những người học theo đúng chánh pháp, thậm chí mà có những cái trường Phật học rồi còn không chú trọng học cái kinh điển nguyên, cái giáo pháp của Đức Phật mà chú trọng học những cái pháp thế gian, đấy đúng là một cái suy tàn dần dần. Hay thậm chí là có những cái nơi còn cái hình tướng của giáo pháp mà không còn cái cốt lõi của giáo pháp nữa. Ví dụ như là vẫn còn hình tướng là ngôi chùa vẫn có tượng Phật, nhưng mà không có sự thực học pháp và thực hành pháp, mà chỉ còn những cái sự tín ngưỡng lễ bái như là những cái nơi thờ đền đình miếu mạo, như cửa chùa giống như là một cái ngôi đền đình, thì đấy cũng là một cái sự suy tàn. Và thậm chí đến một lúc nào đó ngay cả những cái hình tướng đó cũng mất đi, thậm chí đến cái người xuất gia cũng không còn nữa, rồi dần dần đến những cái ngôi chùa thờ Phật cũng không còn, cái hình tướng Phật không còn, cái lời giáo pháp không còn nữa, thì đấy là một cái sự suy tàn nữa. Thì vậy thì cái sự suy tàn nó có nhiều cái mức độ như vậy. Cái thời hưng thịnh là cái thời mà còn có những người tu tập giác ngộ và giải thoát khổ đau, còn giáo pháp còn được thực hành hoặc là giáo pháp còn được thuyết giảng, thì đấy được gọi là cái giáo pháp còn hưng thịnh. Còn ở một cái nơi nào đó mà không giáo pháp không còn được thuyết giảng, không còn được thực hành và không còn sự chứng ngộ nữa, thì đấy được gọi là cái sự suy tàn. Đấy là sự suy tàn với hưng thịnh. Còn nói về Phật giáo Việt Nam là hưng thịnh hay suy tàn, Phật giáo Việt Nam thì không biết là hưng thịnh, nhưng mà hưng thịnh giống như là cái thời đại Lý Trần thì được gọi là Phật giáo hưng thịnh nhất, nếu mà học về lịch sử Phật giáo. Bởi vì cái thời đấy đa số các cái sự tu tập đều là sự hành thiền. Ví dụ như thời đấy, thời Lý Trần, tất cả các vị vua thời Lý đều là những vị thiền sư. Các thời Trần cũng vậy, các cái vị vua thời đầu đều là những vị thiền sư. Và các cái vị tăng, các vị tỳ kheo thời đấy đều là những cái vị thực hành các cái pháp thiền thì nhiều hơn.
Không biết là tu tập những pháp thiền gì, nhưng thời nào còn có cái sự thực hành pháp, tức là còn có sự thực hành giới định tuệ, thì cái thời đấy là Phật pháp hưng thịnh. Còn cái thời nào mà bỏ cái pháp hành đi rồi thì chỉ còn lại pháp học thôi, thì là bắt đầu Phật giáo cũng đã suy đi một 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 bước. Đến khi nào người ta bỏ luôn cả pháp học nữa mà chỉ còn lại tín ngưỡng thôi thì đã suy thêm một phần nữa. Ngày nào người ta bỏ luôn cả cái hình tướng nữa và không còn gì nữa thì lúc đấy được gọi là diệt diệt mất. Không còn gì, thì cái sự suy tàn nó cứ dần dần như vậy. Cái gì nó có thịnh thì nó có suy, không có cái gì nó thịnh mãi được, cho nên mình thấy cái sự suy thịnh thì mình cũng thấy nó bình thường. Là con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Là con thưa sư, thế nào là chánh tín, thế nào là mê tín, tại sao Phật tử Việt Nam phần nhiều lại mê tín ạ? Chánh tín tức là một cái người mà tin đúng cái giáo pháp của Đức Phật thì gọi là chánh tín. Ví dụ như là một cái người, người ta tin vào nhân quả nghiệp báo là chánh tín. Người ta tin rằng làm việc ác thì sẽ chịu cái quả khổ đau, làm cái việc lành thì được hưởng cái phước lành an vui. Người ta tin vào những cái hành động đấy thì đó là chân chánh, vì đó là sự thật vì Đức Phật đã giảng dạy như vậy. Còn có những người, người mê tín là người ta lại tin vào những cái hành động như là cầu xin, lễ bái, ví dụ như là người ta nghĩ rằng là phải xem ngày giờ tốt xấu, mình làm cái việc gì đó vào cái ngày tốt thì mình sẽ gặp điều tốt, ngày làm cái việc gì đó vào cái ngày giờ tốt xấu, tuổi tác tốt xấu thì mình sẽ gặp cái điều xấu, thì đấy là mê tín. Thì mê tín là người ta tin vào những cái điều nó không có thật, nó sai trái. Người ta nghĩ rằng mọi cái sự phước lành này là do cầu xin, là có người ban cho. Thì thực ra thì đâu có ai ban cho phước lành đâu, vì mình tạo ra phước lành thì người tin là mình tạo ra phước, cho nên người ta tạo phước thì người ta có phước. Còn những người cứ mong cầu phước thì người ta cứ cầu xin hoài hoài mà cũng chẳng được gì cả, thì đấy được gọi là mê tín. Mê tín là người ta tin vào những cái điều sai lầm, người ta tin là người chết rồi sẽ có những cái năng lực cao siêu, cho nên là người ta cứ khấn bái, người ta lễ những cái này cái kia cho người chết, người ta nghĩ người chết cũng giống như người sống, thì đấy nó gọi là mê tín. Còn những người có cái sự hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, luân hồi sinh tử, chết rồi phải đi đầu thai, đi luân hồi tái sinh tùy theo cái nghiệp thiện ác của mình, thì đấy được gọi là chánh tín. Người có trí tuệ được gọi là người chánh tín, còn những người tà kiến si mê được gọi là người mê tín. Còn cái hỏi là tại sao mà người Việt Nam mình lại mê tín nhiều, thì đúng là người Việt Nam mình mê tín nhiều là do các chùa không giảng dạy Phật pháp cho các Phật tử. Vì cái thực ra thì tất cả các làng quê ở Việt Nam đều có những ngôi chùa, chùa nào ở làng quê nào cũng có những ngôi chùa, nhưng mà có nhiều cái ngôi chùa không có những cái vị tu hành sống ở đấy, cho nên là người dân có những cái người tín đồ thì đông, nhưng mà những cái người trí thức, người hiểu về giáo pháp thì ít. Người ta chỉ sống theo cái quan niệm dân gian, phong tục theo cái tập quán ở địa phương từ ngàn xưa đến nay, hay là người ta tin vào những cái tà pháp của thế gian nó quen đi rồi. Hoặc là có những cái ngôi chùa thì có những cái vị trụ trì nhưng lại không có phát triển cái giáo pháp, tức là không hoằng dương cái giáo pháp, không thuyết giảng giáo pháp, mà lại sẵn sàng phục vụ những cái nhu cầu tín ngưỡng ở thế gian. Ví dụ như cái vị đấy, người thế gian người ta muốn cầu xin xem giờ, xem ngày, xem tướng số, thì các vị lại làm những cái việc đó để phục vụ cái tín ngưỡng đó, thì chính là cái sự phục vụ cái tín ngưỡng đó quá nhiệt tình, cho nên là cái người dân gian người ta lại càng không hiểu ra được cái giáo pháp chân chánh nữa, thì đó cũng là một cái nguyên nhân nữa khiến cho cái người Phật tử Việt Nam người ta mê tín nhiều. Nếu như bây giờ tất cả những ngôi chùa ấy đều có những cái đạo tràng, có những sự thuyết giảng về giáo pháp để cho những cái người mê, người ta ngộ nhận ra cái mê của mình và người ta hiểu ra các cái sự thật, thì ở đâu cũng vậy, giáo pháp thì nó phải mưa lâu thì mới thấm dần, giáo pháp thì cũng phải dần dần thì người ta sẽ ngộ ra. Có thể cái đời này có nhiều người, người ta già cả quá rồi người ta không ngộ ra được nữa, thì con cháu họ ấy nó được nghe Phật pháp thì dần dần nó lớn lên nó cũng ngộ ra sự thật. Nên là một cái người nào mà muốn giáo hóa, muốn làm cho cái người đời người ta bớt mê tín thì có chánh tín, thì là cái tư duy của những cái người xuất gia tu hành ở nơi đấy là phải có cái sự thay đổi, đó là mình phải giảm bớt cái phục vụ tín ngưỡng đi, mình phải tăng cường cái sự giảng dạy Phật pháp lên, thì dần dần cái mê tín nó mới bớt đi, thì cái người hiểu ra những cái điều chân chánh thì dần dần nó mới lan tỏa rộng ra được.
Dạ, con bạch sư ạ. Con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, thưa sư, người tín đồ tại gia có thể theo nhiều tôn giáo một lúc được không ạ? Người tín đồ tại gia theo nhiều tôn giáo một lúc, theo nhiều tôn giáo tức là hiện như bây giờ mà Việt Nam mình có đạo Phật, đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa, đạo Hồi, đạo này đạo kia đấy, có nhiều tôn giáo khác nhau, theo nhiều tôn giáo thì cũng tốt mà cũng không tốt. Theo nhiều tôn giáo đấy là trong cái lúc mình đang đi tầm sư học đạo, mình đang muốn đi tìm xem có cái con đường nào chân chánh ấy, xong là mình đến đấy mình thực hành một thời gian rồi mình phải nhận ra được cái chánh cái tà, cái gì nên theo và cái gì nên bỏ. Chứ nếu như mà một cái người và cái gì mình cũng theo, cái gì cũng theo thì cái người đấy ba phải giống như là một cái người đi trên nhiều con đường và sẽ không đi đến đích được. Mình phải đi trên một con đường, có một con đường độc nhất, đi đến sự thanh tịnh cho chúng sinh mà. Như là cái lúc mà mình đang đi tìm con đường, mình đang đi lựa chọn ấy, thì mình có thể đi tìm kiếm. Nhưng khi đã tìm ra được một con đường chân chánh phù hợp với mình rồi thì mình phải đi trên một con đường thì vẫn tốt hơn. Đi trên nhiều con đường thì sẽ không có thời gian và không đủ sức để mà đi theo nhiều tôn giáo một lúc. Theo trên cái hình thức, theo trên cái phương tiện xã hội xã giao bình thường thì không sao, nhưng mà để mình y chỉ vào đó, để mình tu tập, để mình làm một cái sự nghiệp và đi đến giải thoát cho mình thì không được. Mình phải theo một con đường và mình phải chọn ra một con đường phù hợp nhất, cao thượng nhất, chân chánh nhất, có ý nghĩa nhất, và mình phải dốc toàn tâm, toàn trí, toàn cái sức lực, thời gian, cái cuộc đời của mình đi trên con đường đấy cho nó rốt ráo, chứ mình không thể đi trên nhiều con đường được. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Thiện Khoa. Dạ, con bạch sư, con xin sư từ bi chỉ dạy cho con trường hợp như sau ạ. Một cư sĩ hành thiền định đã qua 4 tầng thiền, hành xong 10 ca si ná, đến bài hành thiền tâm từ. Trong khi tác ý thiền tâm từ đến các đối tượng thiền, vị ấy thấy được nhiều điều vị ấy chưa từng thấy, vị ấy thích thú và tự hào về điều đã thấy trong thời thiền. Con xin ví dụ, thấy chúng sinh hình thù khổng lồ khác lạ, thấy rồng khổng lồ, thấy một số cõi thiên rất đẹp, thấy cõi địa ngục khổ đau khủng khiếp, đặc biệt khi hành thiền tâm từ, đến bài giải tâm từ, đến thánh nhân, vị ấy tác ý, giải tâm từ đến thánh nhân thì thấy một số vị tỳ kheo hiện ra rõ ràng. Một trong các vị tỳ kheo ấy thấy con biết rõ vị ấy vẫn cầm và tiêu tiền. Hơn nữa con có đọc trong bài kinh có đoạn khi có định sẽ thấy sự thật như nó thực sự là. Con không thể giải thích được hiện tượng trên. Con mong sư tử vi chỉ dạy cho con ạ. Con xin thành kính tri ân sư. Cái mà bị đó diễn tả về cái thấy của mình như vậy thì nó mang cái tính tưởng tượng, ảo tưởng nhiều hơn là cái sự thật. Thì nếu mà một cái vị đấy mới hành đến tứ thiền bát định, hành thiền đại tâm từ, vị đấy sẽ chưa đủ cái trí để biết được người nào là thánh nhân, người nào là phàm nhân. Như là vị đó còn là phàm nhân, vị đó không thể biết được đây là thánh nhân. Thì cái pháp giải tâm từ nó chỉ là một cái pháp tương đối thôi. Khi mà vị đó nhắm mắt lại, vị đó tưởng nhớ đến những cái người mà mình đã quen biết hoặc những người mình chưa từng quen biết, thì trong cái tâm định mình có thể ghi nhận được cái hình ảnh đó, ví dụ như các hình ảnh chư thiên hay các cõi địa ngục, thì cũng do mình hướng cái tâm đến, để mình giữ được cái tâm trên cái đối tượng đó liên tục. Chứ nó cũng chưa phải là thiên nhãn để có thể thấy được những cái sự hoạt động, thấy được những cái chúng sinh ở các cái cõi sống đó một cách là chi tiết cụ thể. Thì trong cái pháp thiền tâm từ chưa phải là thiên nhãn, cho nên là những cái sự thấy mà nó còn có những cái cảm xúc, còn có những cái suy nghĩ, còn có những cái tư tưởng như vậy, thì có thể là vị đó đang hành thiền và nó có cái sự ảo tưởng. Chứ cả các cái tầng thiền, cái sự chứng thiền đó cũng chưa chắc đã đúng. Thì cái thời những cái giai đoạn gần đây có rất là nhiều những cái vị thầy dạy những cái pháp thiền, cũng nói là những cái pháp thiền tứ thiền bát định đó, những pháp thiền chỉ quán đó, nhưng mà hầu như các cái thiền sinh đó
khi trình bày ra thì sư thấy toàn là bị rơi vào ảo tưởng, không có đúng, bị rơi vào cái sự tưởng tượng chứ không phải cái sự chứng thật. Có thể cái vị nói này cũng rơi vào trường hợp đấy, cũng là cái sự ảo tưởng như vậy, có thể có khả năng là như vậy. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân Đắk Lắk ạ. Dạ, con bạch sư, kính mong sư tự chỉ dạy cho con về trường hợp sau ạ. Có một vị cư sĩ hành thiền định rất tốt. Vị ấy hành xong 4 tầng thiền, xong 10 ca si ná, xong 4 tầng thiền bảo hộ, xong phần phân biệt về tứ đại, hành lên tầng tuệ thứ nhất. Theo con quan sát vị ấy trước khi tu thiền, vị ấy là một người hiền lành, nhẹ nhàng. Từ khi vị ấy hành thiền, thời gian đầu vị ấy vẫn rất nhẹ nhàng, định tĩnh, nhưng theo thời gian ngày, càng ngày con càng nhận thấy tâm sân rõ rệt, ngã mạt rõ rệt. Khi gặp chướng ngại pháp dù nhỏ hay lớn, vị ấy sẵn sàng bắn chửi, nói lời đầy sân hận kể cả với người lớn tuổi hơn vị ấy nhiều. Vị ấy với tâm ngã mạn, tâm rất nóng vội, thiếu sự suy xét, làm việc nông cạn, không có sự định tĩnh, an tịnh của một người tu thiền định. Người xung quanh không muốn thân cận vị ấy, vì hành thiền tốt có kết quả, lại hay kể về việc hành pháp của mình, nên những người mới biết Phật Pháp họ nhìn vào vị ấy, họ trở nên lo dự. Những người đã có lòng tin nơi giáo Pháp có nảy sinh sự hoài nghi. Kính mong sư tử vi chỉ dạy cho con nên hiểu như thế nào về sự tu tập như vậy ạ. Con xin cảnh kính tri ân sư ạ. Nếu mà một cái người mà tu tập thật có cái kết quả thật ấy, thì sẽ khiến cho những người xung quanh có thể nhìn thấy vì đó và cảm thấy nó có cái sự kính mến, mặc dù là nó không, mặc dù vị đó không cố tình làm một cái việc gì để lấy lòng người, nhưng mà những người tu xung quanh, những người cùng đang cái chí hướng tu tập thì gần vị đấy và cảm thấy nó rất là an tâm và cảm thấy nó kính mến. Còn nếu như mà những cái người tu tập xung quanh mà người ta lại cảm thấy có cái sự rợn người, có cái sự ghê sợ, hay là vị đó cũng cảm thấy có cái sự ghê rợn đối với những người tu cùng đang tu tập với mình xung quanh, thì là do vị đấy đã mắc vào một cái pháp giống như là tăng thượng mạng, là vị đó chưa chứng mà vị đó tưởng mình chứng, và vị đó đang thực hành một cái pháp nó ảo tưởng, tức là vị đó cũng là một cái pháp rơi vào ảo tưởng. Và bây giờ nó có rất là nhiều những cái sự tu tập như vậy, nên là càng ngày thì cái vị đó sẽ càng bị thối đọa nhiều hơn. Thế mà cái pháp đó là vị đó đang tu sai, mà đang đi xuống mà cứ tưởng là mình đi lên, đang thối đọa mà lại tưởng là mình tăng thượng thì đúng hơn nữa. Đã, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Thu Ngân Đắk Lắk ạ. Là con kính xin sư chỉ dạy cho con thêm một trường hợp nữa như sau ạ. Là tại một thiền viện, con được biết thí chủ cúng dường xây cốc liêu để các vị xuất gia sử dụng. Nếu con về chùa, tuy các phòng dành cho cư sĩ vẫn còn nhiều, nhưng con được vị Kapila chỉ cho con tại một cốc của các vị tu nữ, con có nên ở hay không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Các cái cốc mà thí chủ mà đã cúng dường đến, có thể là cúng dường chung đến các cái vị tỳ kheo, thì một vị tỳ kheo vẫn có thể nhường cái cốc đó cho một cái người khác ở vẫn được. Cái vị đó, nếu như cái vị chủ cốc đó có cái tâm là sẽ sẵn sàng nhường cái thất của mình cho một cái hành giả bất kỳ nào đấy, dù đó người tại gia hay xuất gia sử dụng thì vẫn được. Nhưng mà chỉ trừ khi có những cái trường hợp có những cái vị tỳ kheo đó, vì thí chủ đã cúng dường đến cái vị tỳ kheo đó rồi, thì tùy cái quyền sử dụng của vị tỳ kheo đó. Vị tỳ kheo đó, vị đấy có một cái tư tưởng, có cái suy nghĩ rằng là chỉ có những vị tỳ kheo khác mới được ở và tôi không có muốn cho những cái người cư sĩ ở, thì lúc đấy người cư sĩ mới không được ở. Còn những cái người mà có quyền làm chủ những cái cốc đấy, người ta sắp xếp cho ai ở thì cái người đấy ở vẫn được, không sao, thì nó chỉ là chỗ ở thôi, nó không có cái gì là quan trọng lắm. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hải Hà. Là con thưa sư, chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách có ý nghĩa là gì ạ? Chiếu kiến ngũ uẩn dai không, độ nhất thiết khổ ách,
Chiếu kiến ở đây có nghĩa là quán chiếu. À, năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, giai không ấy, cái chữ không ở đây ấy, có nghĩa là thấy được cái sự rỗng không của nó. Cái sự rỗng không của nó có nghĩa là mình không có nó làm chủ được nó. Thế là mình phải thấy được cái sự khổ đau, mình mới thấy được cái sự rỗng không nó bằng cái sự vô ngã. Mà mình phải thấy được cái sự vô thường ấy, thì mình mới thấy được sự khổ đau. Mình thấy được cái sự sinh diệt, mới thấy được sự vô thường. Phải thấy được cái sự sinh nên, mới thấy được sự diệt đi của năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nên là cái nếu mà thực hành được như thế, đương nhiên là mình phải thực hành cái pháp thiền tuệ, phân biệt ra được sắc nó là vô thường khổ vô ngã, cái thọ tưởng hành thức là vô thường khổ vô ngã, thì mình diệt trừ được cái vô minh, diệt trừ tham ái, diệt trừ cái chấp thủ đối với cái năm uẩn đấy, thì chấm dứt khổ đau, thì chấm dứt cái sinh tử, tức là vì đó sẽ chứng được niết bàn, chấm dứt khổ đau. Thì đấy là cái pháp quán tu tập thì là như thế. Nhưng mà trong đó thì còn tùy theo những cái người người ta hiểu. Đây là một cái câu ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh của kinh Đại Thừa Phát Triển ấy, thì hay có cái câu đó, chiếu kiến ngu uẩn giai không độ nhất thiết của ách. Thì đúng là cái câu này rất là thâm sâu, nhưng mà mình chỉ hiểu nó trên lý thuyết, chỉ hiểu trên khái niệm, chỉ hiểu trên cái sự tưởng tượng đấy thôi, thì không bao giờ, thì không phải là chiếu kiến, chỉ khi nào mình tuệ chi được. Vậy thì muốn tuệ chi được phải thực hành thiền cho nó đắc định. Phải đắc định, phải phân tích ra được cái sắc thọ tưởng hành thức ấy, danh sắc đó. Thấy được sự tập khởi, sự đoạn diệt của nó, để thấy sự vô thường, thấy khổ, thấy được cái vô ngã, thấy được vô ngã mới thấy được cái tính rỗng không của nó, nó không có thật ấy. Thì lúc đấy mới là quán được nguồn ra không, quán được như thế thì đúng là hết khổ ái thật. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huy ạ. Dạ, con bạch sư, xin sư cho con hỏi ma và người ngoài hành tinh khác trong vũ trụ thuộc cõi nào trong các cõi giới ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Ma thì ở người đời người ta có nhìn thấy một cái người phi nhân, một cái chúng sinh vô hình nào đấy thì người ta gọi là ma. Có thể người ta nhìn thấy một cái chúng sinh là ngã quỷ chẳng hạn, gầy nhuộc, nhơ đói khát, đi lang thang, thế mà người ta hiện hình ra, người ta cũng có thể gọi đấy là ma. Hoặc là thấy một vị phi nhân ở cõi tứ thiên vương, các vị chư thiên mà thuộc vào Càn Thát Bà, hay là chư thiên ở các cái, tức là chư thiên thấp kém ở cái cõi nhé, ở trên mặt đất này hiện hình lên, có những chư thiên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa chẳng hạn, rất là xấu xí. Thì người ta mà nhìn thấy những cái hình tướng đấy thì người ta cũng có thể gọi như thế, gọi chung như thế là dạ xoa, tức là tùy theo cái vùng miền mà người ta gọi những cái từ đó. Thì đấy là các vị có thể là ở các cái cõi vô hình chung chung vậy. Thì tùy theo vùng miền người ta gọi tên khác nhau đó. Còn các cái người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh tức là một cái chúng sinh ở những cái cõi hành tinh khác. Thực ra thì ở trong một cái tiểu thiên thế giới đã có hàng ngàn thế giới rồi, mà cái thế giới nào cũng có 31 cõi mà, cõi nhân gian, cõi thiên giới đều đều có hết tất cả những cái chúng sinh như thế. Trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, tức là trong cái giải thiên hà này có hàng tỷ thế giới, hàng triệu, hàng tỷ tỷ thế giới, rất là nhiều. Thì thế giới nào cũng có con người, cũng có những cái vị chư thiên, cũng có các cái cõi sống khác nhau như thế. Thì đấy được gọi là người ngoài hành tinh, người ngoài như những cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là chỉ có các vị chư thiên mới có thể đi được từ thế giới này sang thế giới khác thôi, chứ còn ở cái cõi người không có đi được. Cõi người này thì chỉ những vị có cái thần thông lớn, chỉ có những vị thần thông lớn thì có thể đi được từ cõi người này đến cõi người khác. Ví dụ cõi Nam Thiện Bộ Châu, Đông Tăng Thần Châu, Tây Nghiêu Quan Châu, Bắc Câu Lâu Châu, hay nên các cái cõi chư thiên khác thôi. Còn đa số các vị chư thiên ở các cái cõi thế giới khác thì người ta có thể đi đến cái thế giới này được, hay là từ cái thế giới này đi đến thế giới kia được, thì là phải là các vị chư thiên thì người ta có thần lực lớn, thần thông quảng lớn, người ta mới đi được thế giới này sang thế giới khác. Còn những con người thì khó lắm. Bây giờ có thể người ta nghĩ rằng có những cái khoa học phát triển phát minh ra những cái động cơ máy móc mà có thể đi được đến các cái hành tinh khác, thì những cái điều đấy nó cũng quá sức đối với loài người. Nhưng mà các vị đấy muốn đi thăm các hành tinh khác thì mình làm một cái việc phước gì đấy, giữ năm giới, bố thí, cúng dường, mình nguyện sinh về cõi trời ấy, đến khi chết mình sinh về cõi chư thiên ấy. Về cõi chư thiên thì đi được nhiều, đi được 10.000 đại, đi được 10.000 thế giới hay là nhiều hơn cũng được.
Chứ còn là cõi người đi sao nổi, mệt mỏi mà không có thời gian để mà đi, mình kinh thiên thì thoải mái mà đi. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ, từ hành là Puna. Dạ, con bạch sư, con thưa sư, con bị tham dục chi phối, con bị nghiện tham dục, con xin sư tử vi chỉ dạy con cách trị tham dục ạ. Con xin tri ân sư ạ. Tham dục giống như bài kinh hôm nay Đức Phật nói về tham dục ấy, phải thấy được sự nguy hiểm của tham dục đó. Ví dụ như là mình tham dục với cái gì, mình tham dục với sắc thì mình phải thấy được cái sự nguy hại với sắc, sắc nó tan hoại biến dị như vậy. Quán về tử thi, niệm về xác chết, đấy là mình thấy sự nguy hại của các dục, nó sẽ bớt đi tham dục. Thì cái đấy là tốt nhất. Mỗi người có cái tham dục khác nhau, người tham dục với sắc thân, người tham dục với thức ăn, mỗi người tham dục với tài sản, địa vị, quyền lực, vân vân. Nó cứ tham cái gì nó đều gọi là tham dục. Cái tham nó mạnh lên nó gọi là tham dục. Thì mình tham cái gì mình trị bằng cái đấy, mình thấy cái sự nguy hại, nguy hiểm của nó, cái nhàm chán nó, rồi thực hành những cái pháp thiền chỉ thiền quán. Thì tốt nhất là đang có cái sự tham dục mạnh nhất thì nó là quán về tử thi, mình phải thấy một cái xác chết nào đấy, mình nhìn kỹ lưỡng, sau đó ngồi nhắm mắt lại, nhung ra mình cứ niệm xác chết, xác chết, xác chết, ba tịnh, xác chết, ba tịnh, cứ niệm như vậy nhiều giờ, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, nhiều ngày, một thời gian dài, cho cái tâm nó định tĩnh ở trên cái xác chết đấy, nó thuần thục trên xác chết đấy, thì nó sẽ chế ngự được cái tham dục đó. Nhưng mà để đoạn trừ được nó thì sao, phải thực hành thiền quán, phải phát triển được thiền tuệ, thấy phân tích ra được 5 uẩn, quán được sự vô thường khổ vô ngã của nó thì mới đoạn trừ được. Vậy thì là phải dành nhiều thời gian mà hành thiền thì mình sẽ dần dần bớt nó đi. Là con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả sen trắng ạ. Là con kính bạch sư ạ, ma vương có phải là ma 3 tuần không ạ? Thì ma vương ở đây là muốn nói lên các cái vị chư thiên ở cái cõi trời tha hóa tự tại, là cái cõi trời cao nhất, là cõi trời thứ 6. Thì cái vị này có cái quyền lực lớn là muốn cho tất cả chúng sinh nằm dưới quyền cai quản của mình. Cho nên là cái vị đấy thường hay chống phá những người tu tập giải thoát. Thì đó là trong kinh Đức Phật hay nói đến. Thì đúng là như vậy. Dạ, con bạch sư ạ. Có cái ý của hành giả chân trắng là hỏi thêm là ma vương ở cõi trời nào? Sư vừa trả lời cõi trời thứ cõi 6. Trời tha hóa tự tại thiên là cái cõi cõi trời dục giới thứ 6 ấy, dạ. Cõi trời dục giới cao nhất ấy. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Tấn ạ. Dạ, con thưa sư, sách tranh ảnh của một số vị sư mình thấy có nghi ngờ về chánh kiến hoặc kinh của các hệ phái khác, mình không muốn giữ nữa thì mình nên làm gì ạ? Nếu mình đăng lên mạng để tùy duyên tặng ai muốn lấy thì có tạo nghiệp bất thiện nhiều không ạ? Và với tượng Phật, tượng Bồ Tát của các hệ phái khác thì mình nên làm gì ạ? Xin tri ân sư nhiều ạ. Khi mà mình đã thấy một cái gì đó nó không có nợ, mình biết nó là không có lợi hay là mình biết nó là có hại rồi, thì mình cũng không nên lan truyền những cái bất lợi đó cho đời. Mình hủy diệt thì cũng làm mất lòng người khác, thì mình nên để vào một cái chỗ nào đấy, không đụng gì đến là được. Mình đóng thùng, mình cứ để vào một góc đấy, thì sẽ hủy hoại theo thời gian là tốt nhất. Là con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Lê Tâm ạ. Là con thưa thầy, con có 2 điều này mong thầy giải đáp giúp con ạ. Thứ nhất là cách hành trì niệm ân Đức Phật. Thứ hai là làm sao để quả báo của niệm ân Đức Phật trổ nhanh ạ. Cách hành trì niệm ân Đức Phật thì mình sẽ ngồi nhắm mắt lại, mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật. Đó là tượng Phật cũng được hay là bức tranh Phật được. Xong là mình phải học và phải hiểu về ý nghĩa của chính ân Đức Phật. Thế Tôn là bậc ứng cúng, chánh miến si, minh hạnh túc thiện, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân, sư Phật, Thế Tôn. Xong mình chú trên một cái ân nào mà mình hiểu nhất đấy. Ví dụ như ân đầu tiên là bậc ứng cúng là A-la-hăng, mình cứ niệm một cái câu A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng. Nhưng mà phải suy tác ý đến ý nghĩa của câu A-la-hăng đấy. Thì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cung kính cúng dường A-la-hăng, A-la-hăng, A-la-hăng. Niệm niệm liên tục như vậy thì A-la-hăng có 5 nghĩa, niệm cả 5 nghĩa đấy cho nó thuần thục từng nghĩa một, thì đấy được gọi là niệm ân Đức Phật. Nhưng đừng có mong cầu cái quả báo của ân Đức Phật đó phải chín sớm. Giống như là mình gieo trồng một cái hạt giống ấy, thì nó phải có thời gian. Cái hạt nào nó càng ra trái sớm thì đó là cái hạt cái chất lượng thấp.
Còn những cái hạt nào mà chất lượng cao thì phải lâu năm, những cái cây niu niên ấy nó cho ra những cái trái chất lượng tốt thì nó phải trải qua nhiều năm tháng. Cũng như vậy, mình tạo phước thì nó phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp, nhiều năm nhiều tháng thì mới ấy. Còn trong cái lúc mình niệm ân Đức Phật thì cái tâm mình đã được an ngay lúc đấy rồi, hỷ lạc nó sinh, hân hoan nó sinh, cái tâm thanh tịnh nó sinh, những ô nhiễm, những phiền não, những cái tâm bất thiện nó đoạn trừ đi. Đấy là cái quả thiết thực hiện tại ngay lúc mình niệm ân Đức Phật, mình thấy nó hoan hỷ lên thì những sầu bi ưu não nó tan biến đi. Thì đấy là cái quả hiện tại nhá. Cứ niệm đến đâu mình sẽ thấy quả nó trổ ngay tức thì đến đấy. Như vang theo bóng, như như vang theo tiếng, như bóng theo hình ấy. Tức là trong lúc mình niệm lên là mình hoan hỷ, thì đấy là quả báo hiện tại. Còn là tương lai mình hưởng những cái phước sau, mình đừng có mong cầu điều đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả tới ân ạ. Dạ, con kính bạch sư, thời nay khi dùng thuốc Tây thì cần phải ăn xong rồi mới uống thuốc. Nếu lịch uống thuốc là sáng và tối thì có được ăn bữa tối với mục đích để hỗ trợ chữa bệnh không ạ? Sẽ được dùng những cái thứ mà nó không phạm vào giới luật, như là mình sẽ được uống nước mật ong, nước đường, nước ép trái cây, dầu mè, bơ nọc, những cái thứ mà Đức Phật cho phép thì mình sẽ không phạm vào giới luật, đó cũng là thức ăn, sau đó mình uống thuốc thì điều đó vẫn được. Còn nếu như mình ăn những cái thức ăn khác thì vẫn phạm giới chứ không phải không phạm giới. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tham Ma. Dạ, con bạch sư, người ta nói các sư nguyên thủy là cỗ xe nhỏ chỉ lo độ mình không lo độ người, làm cho đạo Phật không hưng thịnh, còn Phật giáo phát triển thì lo hoằng pháp độ sinh nên đạo Phật hưng thịnh hơn, thì có đúng không ạ? Cỗ xe nhỏ tiểu thừa, có xe lớn là đại thừa. Cái câu này là không phải là trong kinh Đức Phật nói đâu, mà chỉ là khi mà phân phái ra thành hai hệ phái tiểu thừa, thượng tọa bộ, đại chúng bộ ấy, hai hệ phái mâu thuẫn nhau rồi bắt đầu mới gọi nhau là đại thừa tiểu thừa. Thì các vị ở bên đại chúng bộ thì hướng đến mục tiêu là tu tích lũy các ba la mật để thành Phật tương lai, còn các bên thượng tọa bộ này là tu để chứng ngộ niết bàn ngay trong hiện tại. Thì nói rằng là bên tiểu thừa chỉ lo độ mình không lo độ người thì cũng không đúng. Các sư nguyên thủy mới là những người đi giảng pháp nhiều nhiều hơn các sư bên đại thừa. Các sư bên đại thừa đang hành Bồ Tát đạo, nhưng có mấy cái ai, nhưng mà cái sự hoằng pháp chưa chắc đã hơn bên các sư bên nguyên thủy. Thì sư chỉ lấy ví dụ như là bây giờ những cái nước nào mà có Phật giáo nguyên thủy thì những cái nước đấy Phật giáo vẫn hưng thịnh và phát triển. Ví dụ như là ở bên Thái Lan, bên Miến Điện nào, Campuchia hay là Sri Lanka, tính là đó, thì những cái nước này Phật giáo nguyên thủy phát triển và tất cả cái xã hội của cái đất nước ấy người ta vẫn kính trọng Tam Bảo. Ví dụ như các cái nước đấy vẫn được gọi là quốc giáo. Thái Lan, Miến Điện nào, Campuchia, Sri Lanka đấy vẫn Phật giáo nguyên thủy, tuần thuần là nguyên thủy, nhưng Phật giáo là quốc giáo, từ đến những vị đứng đầu đất nước cho đến tất cả những cái tầng lớp nhân dân, người ta đều kính trọng Phật Pháp Tăng ngôi báo, và giống như thời Đức Phật chưa có thay đổi mấy. Thế còn bên Phật giáo phát triển thì tự xưng mình là cỗ xe lớn hoằng pháp độ sinh, nhưng mà thực tế đây bây giờ những cái nước nào mà ảnh hưởng Phật giáo phát triển không, thì Phật giáo vẫn không hưng thịnh. Không có cái nước nào hiện tại bây giờ là cái nước Phật giáo đại thừa đó mà được xưng là quốc giáo. Ví dụ như là Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc là những cái quốc gia thời xưa ấy, cách mấy 700-800 năm trước ấy thì vẫn hưng thịnh, rất là hưng thịnh, nhưng mà bây giờ thì rất là suy suy tàn. Tức là nếu như mà nhìn trên hình thức thì có thể là thấy có những ngôi chùa lớn, nhưng mà người tu ít đi, không đã giảm bớt đi rồi, và những cái sự thực hành pháp, học pháp, hành pháp và hoằng pháp đều ít đi và bị ảnh hưởng bởi những cái tín ngưỡng dân gian nhiều hơn, là cúng bái thờ tự mê tín dị đoan thì nhiều hơn, mà những cái sự tu tập theo chánh pháp, theo chánh tín, cái sự thanh tịnh về cái đời sống tu hành, sự chứng ngộ giải thoát thì bắt đầu càng lúc càng suy tàn đi. Thì vậy thì cái câu nói rằng là các sư bên nguyên thủy chỉ lo cho mình không hoằng pháp độ sinh thì không đúng. Cái này là chắc là bị nhìn nhận sai, hoặc là các vị đấy chưa đi đến những cái nước Phật giáo nguyên thủy. Nếu mà đi đến những nước Phật giáo nguyên thủy hay là sống tìm hiểu ở đó một thời gian rồi, mình sẽ có cái thay đổi hoàn toàn, có cái nhìn nhận, có cái thay đổi hoàn toàn, không không phải như thế mà
Ở nơi nào còn có người học pháp hành pháp hoằng pháp thì ở nơi đó Phật giáo hưng thịnh phát triển. Còn nếu mình nằm ngược lại thì Phật giáo suy tàn. Dạ, con bạch sư ạ, con xin đọc câu hỏi từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin tri ân sư ạ. Bạch sư, con mới thực hành thiền định được 1 tháng, con là sinh viên nên ở trọ ạ. Con xin hỏi chủ xứ của con là phòng trọ luôn thì có được hành thiền không ạ? Phòng trọ, phòng con gọn gàng chứ không bừa bộn ạ. Hành thiền ở đâu cũng được, không 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 chú trọng ở gốc cây, ở trong nhà, ở trần ống rơm, chỗ nào cũng được, chỗ nào cũng ngồi thiền được nhé, đừng quan trọng cái chỗ nào hết. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tuyết Nhi ạ. Con bạch sư, con không hiểu về ngũ uẩn, xin sư giải thích thêm cho con ạ. Ngũ uẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức đó, ngũ uẩn là năm cái đấy, thì những cái gì nó thuộc về thân, về vật chất nên được gọi là sắc uẩn, những cái gì nó thuộc về cảm giác như vui buồn khổ nạn trên thân tâm là thọ uẩn, những cái gì nó thuộc về mình cái tư duy, mình tưởng tượng suy nghĩ là tưởng uẩn, những cái gì mà mình muốn làm một cái việc gì đó, mình trước khi làm việc gì đó mình khởi lên nghĩ ta làm cái này, ta làm cái kia, mình cố tình làm một cái việc gì đó, đó là hành uẩn. Còn những cái sự nhận thức của mình, ví dụ con mắt mình nó thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, đấy gọi là thức uẩn, đấy nó gọi là năm uẩn là thế. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Giác Mẫn ạ. Dạ, con kính bạch sư, khi con nghe pháp và thực hành, con thấy có những mối quan hệ đang đứt dần, những người tu, bạn tu thấy nhiều hơn, đó có phải do nhân duyên không ạ? Đúng rồi, đấy là do nhân duyên. Khi mình hướng về con đường tu, mình có những cái bạn cùng tu. Khi mình sống ở đời thì mình có những cái bạn đời. Dạ, con thưa sư, con xin học câu hỏi từ hành là Giác Mẫn ạ. Mong sư hoan hỷ giải thích cho con về bản ngã trong tình huống khi mình bị người khác hiểu nhầm, sân giận và không muốn nghe giải thích. Người Phật tử tìm cách giải thích liệu có phải do bản ngã sai khiến không ạ? Hay cứ nên để pháp vận hành không giải thích gì hết cho đến khi người kia tự hiểu ra? Con xin tri ân sư ạ. Thì ai cũng hay có cái sự chấp trước, có cái tôi nó cao ấy, và nhất là khi mà có cái sự mâu thuẫn với nhau rồi thì ai cũng sẽ cho mình là đúng, hoặc là ai cũng có sự tự cao không muốn nhận lỗi về mình ấy, thì có thể là do cái tôi, cái kiêu ngạo ấy, thì mới gọi là cái bản ngã. Còn những cái sự mâu thuẫn đấy thì nếu như có cái cơ hội mình giải thích, còn nếu mà không có cái cơ hội thì cứ để tùy duyên, để mọi chuyện nó sẽ nguôi đi dần dần, không có gì đáng lo lắng. Dạ, con bạch sư, câu hỏi cuối cùng ạ. Cứ hỏi hết xem còn có những câu hỏi nào thì hỏi cho hết, đúng không? Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tham Mạ. Dạ, con bạch sư, thế nào là vị ngọt sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với cuộc sống tại gia? Thế nào là vị ngọt sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với cuộc sống xuất gia? Thế nào là vị ngọt sự hiểm nguy, sự xuất ly đối với các vị chư thiên và phạm thiên ạ? Vị ngọt đối với người tại gia, ví dụ người tại gia thì người ta hưởng thụ những cái dục lạc người tại gia thì đó là vị ngọt, ví dụ như là lấy được vợ đẹp này, có con ngoan này, có nhiều tài sản này, có danh vọng, có chức quyền này, thì đấy là cái vị ngọt của người tại gia. Còn cái sự nguy hiểm của những cái thì nó cũng tiềm ẩn ngay trong cái vị ngọt đấy, thì cái người vợ đó sẽ có cái thể là sẽ làm những cái việc hư hỏng này, con cái nó có thể hư hỏng này. Danh vọng có thể bị mất đi này, chức quyền bị mất đi, lúc nào đó mình sẽ lâm vào tù tội này, do mình đắm nhiễm vào tham dục nhiều quá mà. Một lúc nào đó mình sẽ phạm những lỗi lầm, bị đi tù đi tội, hay là bị đánh đập này, rơi vào những cái vòng chiến tranh này, bệnh hoạn bệnh tật này. Có thể là bị mất mát về tài sản, bị mất mát về người thân, bị mất mát về những cái danh vọng, hay là bị mất mát về sức khỏe, thì đấy là cái nguy hiểm của cái người tại gia. Đấy là còn cái sự xuất ly đối với người tại gia thì đó là từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hoặc là cái lúc đấy mình muốn xuất ly thì mình phải có cái trí tuệ, lúc nào mình cũng thấy là mọi thứ trên cuộc đời nó là vô thường. Mình có thì mình có hưởng những cái dục nào cái thì mình cũng coi nó là vui ít khổ nhiều, nó cũng nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn, hay là nó có mất mát đi thì mình cũng phải nghĩ rằng đó là cái tuyên theo cái quy luật vô thường, không nên khổ đau với nó, và hãy sống tự tại với cái sự được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở đời, nó có thể được gọi là sự xuất ly.
Còn nếu mà cái sự xuất ly cao thượng nhất, mình có thể từ bỏ được cái đời sống đó, từ bỏ được vợ con, gia đình, nhà cửa, tài sản đó, để đi tìm một cái con đường giác ngộ, giải thoát đấy, thì đấy mới là cái sự xuất ly cao hơn nữa. Đây là sự xuất ly của người tại gia. Còn những người xuất gia cũng có vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly, cũng có vị ngọt của những người xuất gia. Có thể là có những cái vị ngọt là bình thường, ví dụ như là cái vị đó khi trở thành người xuất gia rồi, vị đó sẽ được nhận cái sự cung kính của những hàng Phật tử, được nhận cái sự cúng dường, về y áo đồ ăn Phật thực, tức là cúng dường các cái vật dụng. Đó cũng có thể là cái vị ngọt, hoặc là cái vị ngọt đó là vị đó có cái đời sống nó an lạc, nó tự do tự tại. Thế là cái đời sống, cái vị ngọt của người xuất gia cũng có những sự nguy hiểm của người xuất gia. Đó là nếu như mà cái vị đó không có chân chánh xuất gia, ví dụ như là vị đó đắm nhiễm vào những cái danh vọng nơi dưỡng cung kính cúng dường đó, ví dụ được cung kính thì vị đó tham đắm vào sự cung kính, được nơi dưỡng vị đó tham đắm vào nơi dưỡng, được cúng dường tham đắm sự cúng dường, rồi vị đó sinh ra cái tâm say mê tham đắm phóng dật, tức là được tu mới cái mấy năm đầu ấy, tu thì lúc đấy còn trong sạch, còn thanh tịnh lắm, vì lúc đấy chưa sở hữu gì. Cái danh vọng nó còn ít, cái lợi dưỡng nó còn ít, nhưng mà vài năm sau bắt đầu được nhiều người cung kính, danh vọng tăng lên, lợi dưỡng tăng lên, rồi bắt đầu sinh ra ngã mạn, sinh ra ganh tị, sinh ra tật đố, sinh ra phiền não, rồi sinh ra những cái tâm bất thiện, rồi bắt đầu mưu cầu, những cái tham vọng bắt đầu sinh ra, rồi bắt đầu sinh ra những sự hư hỏng, bắt đầu rất là nhiều bị tuốt giam. Một thời gian sau người ta làm những cái việc rất là xấu xa, người ta vẫn đánh cờ bạc rượu chè, người ta vẫn có bổ bịch gái gú vợ con bên ngoài, người ta sở hữu rất là nhiều những cái đời sống nó cũng rất là xấu xa, còn hơn cả người tại gia. Thì đấy là cái sự nguy hiểm của người xuất gia, đó là cái nguy cơ mà người ta sẽ bị đọa xuống các cái cõi đọa xứ địa ngục và quỷ súc sinh ở tương lai, đấy là cái sự nguy hiểm. Còn cái sự xuất ly của người xuất gia thì đó là cái vị đó cần phải sống độc cư, sống viễn ly, thực hành thiền chỉ quán, để chứng đắc các tầng thiền, thực hành các cái pháp thiền tuệ, chứng các cái pháp thiền tuệ, chứng các cái đạo quả, đoạn trừ được phiền não và chứng ngộ niết bàn, đấy mới là cái sự xuất ly của người xuất gia. Còn các vị chư thiên phạm thiên cũng thế, các vị cũng có những cái vị ngọt. Vị ngọt đó là cái dục lạc ở các cái cõi chư thiên phạm thiên đó. Cũng có những cái dục lạc giống như dục lạc cõi người, mà nó còn mê ly và nó còn hấp dẫn, nó còn lôi cuốn cao hơn cả cái dục lạc cõi người. Nhưng mà các vị đấy hưởng thụ cái dục đấy, nhưng có cái chánh kiến biết rằng dục vô ích khổ nhiều, não nhiều thì nguy hiểm càng nhiều hơn, thì chế ngự cái dục lại một tí để thời gian tu tập ấy, thì an vui. Còn nếu như các vị say mê tham đắm phóng dật với những cái dục lạc đó, do dục làm duyên, do dục làm nhân đó, các vị ấy chết vẫn đọa vào địa ngục vì tham dục quá mức. Nên là đấy là cái nguy hiểm ở những cái cõi dục giới, hay là các cõi phạm thiên cũng thế, thì các vị ấy đắm ở các cái tầng thiền, say sưa hưởng thụ các cái tầng thiền đó, rồi các cái cõi sống nó quá lâu dài, các vị sinh ra cái tà kiến cho rằng cái cõi của mình là thường, là lạc, là ngã, là tịnh, coi rằng cái cõi này là vô sinh bất tử, thì không còn nhà bệnh chết nữa, rồi các vị đấy sinh ra cái sự chủ quan tự mãn, rồi phóng dật, không có tinh tấn thực hành thiền, sau này các vị bị đọa xuống cõi khổ. Đấy là cái sự nguy hiểm của cõi đó. Còn sự xuất ly thì là các vị đấy cần phải đoạn trừ những cái tà kiến, đoạn trừ những cái tham dục đó, phải học đạo, phải hành đạo, phải tu tâm để đoạn trừ tham dục, để chứng ngộ niết bàn. Thì đó là sự xuất ly của các cõi. Dạ, con Bạch Sư ạ, hiện nay còn một số câu hỏi nữa, con xin phép được tổng hợp để buổi sau ạ. Nhiều Còn 2 câu ạ. không? Hai câu hỏi câu cho xong. Dạ. Dạ, con Bạch Sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thu Ngân ạ. Dạ, con kính xin sư chỉ dạy cho con một trường hợp như sau ạ. Nếu một vị hành pháp, vị ấy mong muốn được hành xong thật nhanh, vị ấy hành pháp như chạy đua với thời gian. Con kính mong sư chỉ dạy cho con về tâm tham hành pháp như vậy là tâm thiện hay bất thiện. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Một cái vị thực hành mà có cái tinh tấn, tức là vị đó sẽ nỗ lực thực hành, cố gắng thực hành, vị đó sẽ thực hành chỉ vì cái mục đích đó là làm sao để nhanh nhất để chứng ngộ niết bàn, để chấm dứt khổ đau, thì cái sự mong cầu đấy là chân chánh, cái sự tinh tấn nỗ lực đó thì không phải là tham. Còn nếu như mà có những cái vị thực hành pháp nhưng mà vị đấy lại chỉ muốn là làm sao mình được mọi người khen là cái người này hành giỏi, hành nhanh, để được có cái sự hơn thua với người khác,
tức là vì đó trong cái sự thực hành có cái sự ganh đua, có cái sự tranh đua, tức là luôn luôn đi hỏi là cái người kia hành đến đâu rồi và khoe hay là mình hành giỏi hơn, hành nhanh hơn, thì cái đấy là tâm bất thiện, cái đấy là ngã mạn và tham ái, gọi là tham đắm đối với cái pháp đấy. Thì cái tâm đấy nó sẽ làm cho cái vị đó hành giả dối, hành hời hợt, và có thể là vị đó chưa chứng ngộ, vị đó cũng tưởng là mình đã chứng ngộ, và cái sự thực hành đấy hay rơi vào cái ảo tưởng, hay rơi vào cái hoang tưởng. Và đến lúc mà vị đấy cứ mong cho mình nhanh nhanh để hơn người, thì một là vị đó sẽ hành cái pháp đó nó không đi đến rốt ráo, hai nữa là vị đó sẽ bị nầm tưởng bởi một cái lúc nào đấy mà thôi, và cái điều đó không tốt. Dạ, con bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đức ạ. Dạ, con bạch sư, thời gian trước con hành thiền thì không ngồi được lâu, chỉ ngồi được gần 60 phút mỗi thời, và sau khoảng 40 phút thì con cảm thấy có ánh sáng, lúc đầu còn mờ nhưng sau dần sáng lên rõ hơn ạ. Nhưng thời gian gần đây con ngồi được lâu hơn, hơn 1 tiếng mỗi thời, và trong lúc con ngồi thì con thấy thân tâm an lạc ngay từ lúc bắt đầu ngồi đến khi con xả thiền, nhưng con lại không thấy ánh sáng nữa. Con xin sư cho con biết con đang gặp vấn đề gì ạ. Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà cái chuyện mà thấy ánh sáng, có những người sẽ giữ được, có những người thì thấy rồi nó sẽ bị mất đi. Nó mất đi, cái ánh sáng nó mất đi do rất là nhiều nguyên nhân. Có thể là do cái nguyên nhân đó là do mình quá hấp tấp, tức là mình khi mình thấy ánh sáng mình thích thú quá, mình chăm chú căng quá, cho nên nó bị mất đi. Hoặc là do có những người thì quá do dự, no nắng, không biết ra làm sao để giữ được nó, thì do cái tâm do dự đấy nó mất đi. Hoặc là có những người do hoài nghi và không biết đây có phải là ánh sáng hay không, để sinh ra cái tâm nó phân vân lưỡng lự thì nó cũng sẽ mất đi này. Hoặc là do những cái phiền não nó khởi lên, năm triền cái nó khởi lên, hoặc là do những công việc nó bận rộn quá, tức là nó do rất là nhiều nguyên nhân, thì cái lúc mà nó mới xuất hiện đấy nó không hề quan trọng, và đừng có chú trọng như thế. Bây giờ mình cứ tiếp tục quan sát hơi thở bình thường, đừng nghĩ gì đến nó nữa cả. Đến lúc nào đó cái tâm mình nó an tịnh rồi nó lại thấy trở lại. Khi nào mình chuyên tu, mình hành thiền miên mật chưa, thì lúc đấy mình hãng nó phát triển cái tự tướng ánh sáng đó. Còn bây giờ mới ngồi được một chút thôi thì đừng quan tâm, đừng bận tâm đến nó. Chỉ cần thấy hơi thở vào ra để cho thân tâm nó an lạc, nó bớt phiền não đi là được rồi. Đừng nghĩ đến cái ánh sáng đấy nữa thì tốt hơn. Là con bạch sư ạ, đã hết toàn bộ tất cả các câu hỏi ạ.